Vâng, tín hiệu chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục với chương trình video thì em lên nhanh bác một số mã hàng bên em đang phân phối nhá. Em sẽ quay trực tiếp và báo giá cho bác luôn. Đấy, bác nào có nhu cầu về hàng hóa bên em thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo hai cái số điện thoại em đang để trực tiếp ở trên màn hình nhá. Các bác cứ gọi điện theo hai cái số ở trên màn hình để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu cho em khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn mã hàng xả kho luôn, đó là cái dòng phích cắm chân dẹt. Em còn ít thì em lên mã xả kho bác luôn, giá cực kỳ tốt, ưu đãi nhá. Đấy, em báo giá luôn, em đang xả bác giá chỉ còn có 10.000 một chiếc thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm chân dẹt đấy, 10k một chiếc nhá. Chân của nó sẽ là chân đồng 100% luôn đấy, có yên tâm về chất lượng. Con này thì chuyên về dùng cho các bác hay dùng cắm những cái ổ điện Nhật. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta hay dùng những cái ổ mà chân ấy, chân dẹt rất là dị, nên đôi khi là các bác dùng chân tròn lại không thể cắm được. Đấy, thì các bác mua cho em mấy chân này về, đấy các bác thay vào thì cắm ổ điện Nhật là vô tư ngon lành luôn. Đấy, chân 100 là chân đồng, mà hàng này thì hàng chống va đập, chống vỡ, chống cháy nhá. Đó, chịu tải cao. 10k một chiếc nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là phích cắm chân dẹt nhá, 10k một chiếc. Đấy, số lượng thì không còn nhiều đâu ạ. Đấy, phích rất là đẹp chắc chắn luôn, về tháo ốc bắt dây cho em là xài thôi. 10k một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái dòng dao dọc giấy này, hàng bãi Nhật cũng rất là ok luôn. Cái này về cho anh em thợ thuyền xài này, cắt xén này, đấy cho các bác sử dụng gia đình thì thảo mình có gọt cắt rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, dao thì rất là trơn tru chắc chắn, mà giá thành thì rất là hợp lý, chỉ có 10.000 một cây dao giấy thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là dao dọc giấy nhá. Đấy, dao giấy bên em đang bán lẻ một cây là 10k trên một cây. Đấy, còn nếu mà các bác lấy 5 cây thì giá của nó sẽ là 40k. Đấy, 5 cây là 40.000, còn các bác lấy một cây giá lẻ một cây thì là 10.000 nhá. Thì các bác cứ báo nha, lấy bao nhiêu thì cứ báo nha. Lẻ một cây này thì là 10.000 một cây, còn các bác lấy 5 chiếc một, đấy combo 5 chiếc dao giấy một thì là 40.000 nhá. Đấy, lấy 5 chiếc thì giá sẽ tốt hơn. Đấy, dao thì có lưỡi liếc đầy đủ như kèo. Cái này thì về các bác vẫn có thể là thay lưỡi, thế lưỡi khác cho em thoải mái, còn ở sẵn trong này thì đã có lưỡi sẵn rồi, lưỡi thì cũng rất là sắc bén nhá. Dao rất trơn tru nhẹ nhàng tình cảm luôn. Đó, rất ok. 10k một cái nhá, 10k một cái con dao giấy nhá. Đấy, chắc chắn. Còn các bác lấy 5 cây thì sẽ giá sẽ là 40k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là dao giấy hàng bãi nhá. Rồi cái mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bạt phủ xe lâu hôm qua cho bác cái mã này. Đấy, về các bác dùng để mình phủ xe đạp, xe máy, che nắng che mưa. Đấy, cho xe đạp điện này, xe máy, xe đạp nhà mình. Đấy, rồi là các thứ kiểu luôn. Con này thì chất liệu của nó thì kiểu dạng bằng vải, nó như kiểu dạng vải áo mưa các bạn, dạng như kiểu dạng vải áo mưa. Đi về các bác gỡ ra, sau đó là mình phủ thôi. Đấy, chống bụi, chống mưa, chống nắng. Đấy, bảo vệ xe cộ như mình có nhá. Đấy, hoặc là các bác hay đi ra ngoài mình vứt cốp xe. Đấy, đôi khi dụ mình để ngoài nắng nhiều hoặc mưa. Đấy, nên anh hỏng xe các thứ là hỏng sơn này, các bác lấy lên các bác phủ nhá. Con này thì đây kích thước em đã ghi rõ rồi. Đấy, để em quay bác luôn. Kích thước của nó thì chiều dài của nó là vào 1m7 ạ. Chiều dài 1m7. Chiều rộng của nó là 60 và chiều cao là 1m2 nhá. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bạt phủ xe, em báo giá luôn. Thì em đang bán bác là 40k một chiếc bạt phủ xe này. Đấy, 40.000 một chiếc nhá. Dài 1m7, rộng 60 và cao là 1m2. Đó, thì về các bác xem những cái xe hầu như là bây giờ xe máy phù hợp hết với cái loại bạt này. Và đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, đây sản phẩm thực tế, sản phẩm đây nhá. Đấy, thì khi mà phủ lên xe này, đấy thì nó sẽ che kín đi nhá. Đấy, che bảo vệ xe cộ của bác nhá. Đấy, không bị bụi, không bị nước mưa. Đó, che vào xe đạp, xe máy rất ok luôn. Đấy, hình ảnh thực tế đây. Nó rất hay luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bạt phủ xe. Đó, bên em đang gửi bác là 40k một cái nhá. 40k một cái. Dài 1m7, rộng 60 và cao 1m2. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng một số cái mã về đồ nhà bếp này. Thì đây lên luôn cho bác đó là cái lọ xay tiêu nhá. Cái lọ xay tiêu. Cái này thì em báo giá luôn, thì em đang gửi bác một cái lọ xay tiêu này với giá sẽ là đi 50k một lọ nhá. Đấy, lọ xay tiêu. Đấy, về các bác chuyên dùng để các bác cho tiêu đây, các bác xay rất tiện dụng luôn. 50k một cái nhá, 50k một cái. Đó, 50k ở đây em sẽ quay ra xem thực tế. Cái này thì bản thân em cũng đang xài thực tế luôn. Dùng rất là hay quá, dùng rất là hay. Mình cứ cho tiêu đây, các bác ăn đâu mình xay đấy, đỡ phải xay trước các thứ nó mất công, rồi là mình xay xong mình để lâu nó hay bị mốc, hay bị mất mùi nhá. Đấy, về các bác cứ cho trực tiếp hạt tiêu đây. Sau đó các bác đậy cho em cái nắp này vào. Đấy, đậy cái nắp này vào này. Sau đó các bác tháo cho em cái nắp này ra. Tháo cái nắp trên này ra. Đấy, một tay các bác cầm ở đây này, một tay các bác cầm đây, cứ thế đấy các bác quay thôi. Thì ở đây nó có cái lõi xoay này. Đấy, thì tiêu nó rơi xuống cái lõi này thì cứ thế là nó quay thôi. Đấy, khi mà dùng xong thì các bác cái lọ này các bác cứ để trực tiếp vào trong tủ lạnh cho em. Đấy, vừa bảo vệ tiêu là nó không
nó không mất mùi này, rồi là nó không bị mốc này. Đấy, rồi là lúc nào mà mình dùng thì mình lấy ra mình xay. Còn lúc còn khi mà dùng xong rồi thì các bác là bỏ trực tiếp cái lọ này vào trong tủ lạnh cho em. Đấy, dùng được rất là lâu luôn. Cái phần dưới này thì của nó bằng thủy tinh, phần trên này thì inox, nói chung là toàn những cái chất liệu an toàn đến người sử dụng thôi. Đấy, an toàn sức khỏe nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là lọ xay tiêu. Bên em đang gửi bác là 50k một cái lọ nha, 50k một lọ. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái dụng cụ mài dao ba khe. Đó, dụng cụ mài dao ba khe, cái này thì bán cũng rất là nhiều mà giá cũng rất là hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái mài dao ba khe nhá. Đấy, mài dao ba khe, bên em đang gửi bác một cái mài dao ba khe này là 40k một cái này, 40.000 một cái mài dao ba khe này nhá. Rất tiện dụng luôn. Đấy, bác nào mà không biết mài đá rồi là mài đá thứ là nó lâu nó mất công thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, các bác chỉ việc là cho vào các bác liếc chưa. Đấy, cứ cho vào các bác kéo. Đấy, kéo từ số 1 sang đến số 2 và các bác kéo bước cuối cùng là sang đến số 3. Đấy là các bác đã hoàn thành cho em xong là 3 bước mài dao. Đấy, khi mà các bác kéo cho em mỗi đường vài cái là khi mà các bác lôi ra các bác thái rất ngọt luôn. Đấy, mà sắc rất là lâu mà nó mài rất là nhanh, chỉ việc cho vào đây kéo vài đường cái nó sắc rất là nhanh luôn. Đấy, các bác không cần phải mài đá mà liếc lôi ra nó khuân các thứ nó lỉnh kỉnh. Đấy, con này cứ cho đây các bác tuốt xem, tuốt vài đường cái sắc bén lôi ra cái thái thiếc ngon lành luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây mài dao ba khe. Bên em đang gửi bác một cái cây mài dao ba khe này chỉ có 40k thôi, 40k một cây. Nói chung là dùng rất là tiện. Đấy, nhà bếp nhà bếp các thứ nên có một cây nha, dùng rất tiện luôn. Đặc biệt là các bác chị em phụ nữ, đấy các bác mài đá đĩa các thứ là rất là khó, đôi khi phải có kỹ thuật thì các bác cũng mua cái này về. Đấy, mài nhanh mài tiện mà nó dễ dàng sử dụng nha, 40k một cái. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái dụng cụ để về các bác xăm thịt này. Đấy, bác nào mà hay ăn những cái món nướng thứ rồi các bác xài con này làm rất hay luôn. Đấy, các bác dùng để xăm thịt nhá, xăm vào những cái miếng thịt để cho gia vị gia viết các thứ đó, nó ngấm sâu vào miếng thịt này. Rồi là ví dụ như là các bác hay có cái món mà bì, cái món bì nướng ấy, mà nó muốn nổ nó giòn đấy, thì các bác mua cái này về các bác xăm. Đây các bác nhìn nó có những cái gai rất là nhọn nhá. Tại vì về thì các bác ví dụ như cái miếng thịt nha, đây các bác cứ này các bác châm vào. Đấy, châm vào. Đấy, hoặc là những cái miếng bì các bác châm vào thì nó sẽ tạo những cái lỗ này. Đấy, ví dụ như thịt thì các bác ướp thì nó sẽ ngấm gia vị và sâu. Đấy, đậm đà ăn ngon hơn. Hoặc như là bì thì các bác xăm như này thì khi mà các bác nướng các bác chiên rán lên nó nổ ra ăn rất là giòn luôn. Đó, ăn rất là giòn, rất là tiện nhá. Lên mã luôn cho em sẽ là cái cây xăm thịt. Bên em đang gửi bác một cái cây xăm thịt nha. Với giá là đi 30k một cây nhá. 30k thôi, 30.000 một cái cây xăm thịt rất là hay nha. Đấy, sử dụng gia đình nhà bếp nhà mình rất là ok. Còn các bác thợ thuyền, bác nào mà hay làm thịt nướng lu rồi là những cái món thịt thịt lợn quay cái thứ rồi, đấy, mua con này về rất hay. Cây xăm thịt nhá, 30.000 một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang hàng, đó là cái bộ kim chỉ. Đấy, bộ này dùng cho gia đình thì hợp lý này. Đấy, về cho bác hay các bác bà xã nhà mình mua về. Đấy, may khâu vá rất tiện dụng luôn. Một cái bộ kim chỉ nhá, đầy đủ là sẽ bao gồm là kim chỉ này. Đấy, bao gồm là những cái phụ kiện là thước này, rồi là kéo bấm này. Đấy, rồi đây những cái này hồi xưa hay có này, các bà khâu vá xưa hay có. Rồi bên dưới này, bên dưới này thì sẽ gồm có là đi kim và chỉ nhá. Đấy, kim và chỉ đây, đây là kim này. Đấy, một cái lốc kim luôn nhá, rất nhiều kim đó. Rồi là có chỉ đầy đủ luôn này, chỉ này đó, đây chỉ đây, chỉ cái chỉ này thì rất là nhiều màu khác nhau nhá. Đấy, cái cuộn chỉ này rất nhiều màu khác nhau để phù hợp hầu như là tất cả các loại chất liệu quần áo, màu sắc quần áo khác nhau nhá. Đấy, thì nó sẽ đựng trong một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh này, giá thì bình dân thôi, 30k một cái hộp này thôi nhá, chỉ có 30.000 thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp kim chỉ. Đấy, hộp hộp kim chỉ nhá, bao gồm là có đầy đủ cả kim cả chỉ và một chiếc hộp sẵn này rồi. Đấy, rất là xinh, nhỏ nhỏ xinh xinh nha, 30k một hộp nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái hộp kim chỉ đây. Hộp kim chỉ về các bác may khâu vá nhá, 30k một hộp kim chỉ nhá, 30k một hộp. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái bộ bóng đèn đuôi tím. Cái này thì lâu lâu không quay cho bác này. Đấy, thì hôm nay tiếp tục hàng về nhá. Bộ bóng đèn đuôi tím, một bộ này bao gồm là cả bóng cả đuôi cả dây, rất tiện dụng luôn. Đấy, dòng bóng led siêu sáng nhá, rất tiết kiệm điện luôn. Thì đây có nhá, một bộ này nó là mới nguyên vỉ này. Đấy, mới nguyên vỉ như này là nó sẽ bao gồm là một một bóng này. Đấy, một bóng nhá, một bóng led siêu sáng công suất 20W nhá. Đấy, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy này, và một chiếc đuôi này, đuôi là cũng là đuôi xoáy. Thì cái này các bác có thể tháo rời ra để các bác có thể là ví dụ như là bóng này nó hỏng mình có thể thay bóng khác, hoặc ví dụ như là bóng này mà
không thích thì mình có thể về mình thay bóng khác cũng được. Đấy, và cái đuôi này rất là hay là nó có tích hợp cả công tắc ở đây này. Đấy, lúc nào mà các bác dùng là các bác bật lên, không dùng là mình có thể tắt đi. Đấy, nó có sẵn cái công tắc ở đây và một cái sợi dây. Cái dây này khá là dài đấy, dây này trọng được khoảng tầm 3 mét các bạn. Khá là dài đấy các bạn. Đấy, khá là dài và nó có cả phích cắm đầy đủ hết luôn. Đấy, về cái bộ này thì nói chung về các bác mua về là chỉ việc là mình phệt vào là các bác dùng luôn thôi, không cần phải đấu nối hay là dây dợ gì hay các thứ gì lằng nhằng, về chỉ việc là cắm vào điện vào là các bác xài luôn, không cần phải đấu nối lằng nhằng. Đấy, đặc biệt cho bác nào mà nhưng trong cái công việc kỹ thuật đấu nối thứ giờ hơi kém đấy, mình không làm được thì các bác mua cái bộ này về rất tiện dụng luôn, giá thì cũng rất là bình dân nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bóng đèn đu tím nhá. Đấy, bóng đu tím này. Đấy, bóng đu tím, cái này từ xưa này em cứ hay lên mã là bóng đu tím này. Cái bộ bóng đuôi tím này thì giá bình dân thôi, 60k nhá, 60.000 bộ thôi. Đấy, bao gồm là cả bóng, cả dây, cả đuôi, mà đuôi này còn có cả công tắc luôn nhá. Bóng là bóng 20W, bình thường ấy là các bác ra đây em phân tích luôn này. Đấy, ví dụ một cái bóng 20W này các bác mua ít nó rơi khoảng tầm là đi 40.000 một quả này. Đấy, một cái đuôi nữa mà cái đuôi này có cả công tắc luôn thì ít phải vào 20.000 là 60.000 rồi. Với một cái đoạn dây mà nó còn có kèm cả phích nữa thì ít phải rơi 50.000 nữa, chỗ dây nữa. Đấy là rơi vào khoảng tầm hơn 100 này. Đây bên em bán cả một bộ này mà giá nó chỉ có 60.000 thôi. Giá rất hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất là hay. Cái này thì bên em bán khá là nhiều rồi mà dùng tiện lắm, về chỉ việc là các bác cắm là xài, không cần phải đấu nối hay là mua thêm gì cả. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bóng đèn đuôi tím nhá, bao gồm là cả bóng cả đuôi cả dây nha, là một bộ này là 60k nhá. Đấy, 60k một bộ bóng đèn đuôi tím nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ ống hút dung dịch này. Đấy, bộ này thì bán khá là nhiều mà dùng rất là hay, các bác mua về dùng để hút xăng, hút dầu, hút rượu, hút nước này, rất tiện dụng luôn. Đây, một bộ nó sẽ một cái tay bóp này để đi về các bác luôn vào nhá. Ở đây thì cái dây này về thường thường là bên em gửi nó sẽ hay bị gập một chút, thì về các bác bóp nó ra là nó sẽ ra thôi. Đấy, sau đó các bác cắm nó vào. Đấy. Ở đây thì, ở đây nó có cái mũi tên này, có nhìn này. Ở đây nó có cái mũi tên. Mũi tên nó chỉ về hướng nào thì cái hướng đấy là nước nó ra nhá. Đấy, ví dụ như hướng này nó đang chỉ này thì hướng này nước ra, còn hướng này là nước vào này. Đấy, các bác cứ lắp đúng vào cho em. Đấy, nghĩa là các bác muốn đầu nào vào được bác lắp dây nó vào. Đấy, lắp dây nó vào nhá. Các bác lựa nó vào này. Đó, lựa nó vào. Sau đó là cái phần này các bác cắm vào cái chỗ các bác cần hút này và các bác bóp cho em. Bóp vài bóp cái là nó sẽ mồi nước và cứ thế nó ra thôi. Các bác không cần phải cho mồm mà hút các thứ như xưa. Đấy, cứ hay cho mồm mà hút rồi dùng mẹo nữa. Rất là khó khăn mua cái bộ này về, rất tiện dụng luôn. Đấy, nó chỉ có 30.000 một bộ đấy nhá. Đấy, bao gồm là cả dây cả cái tay bóp này nữa, là một bộ này là 30k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ống hút dung dịch, hút xăng, hút dầu, hút rượu, hút nước nhá. Đó, 30k một bộ nha, 30k này, 30k nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ hút dung dịch. Đó, hút dung dịch, hút xăng, hút dầu, hút rượu, hút nước. Đó, về các bác hút những cái dạng dung dịch chất lỏng là ok. Đấy, rất tiện dụng luôn. 30k một bộ này nhá, 30k một bộ nha. Đó, đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Xem thực tế video về sản phẩm nó về nó dùng rất là tiện luôn đây. Các bác cùng xem này. Đấy, về các bác thấy không? Đây chị này chị đang hút rượu, hút nước từ trên xuống này. Đó, các bác chỉ việc bóp cho em một chút đó, thấy không? Nó rất là nhanh luôn. Đấy, bóp rất là nhanh, hút rất là tiện luôn. Đó. Bóp vài cái là hút ra được ngay nhá. Đấy, không cần phải hút nọ hút kia là dùng mẹo, biết hồi xưa có hay dùng mẹo dùng mồm hút. Đấy, đôi khi rất là sợ. Đó, đây các bác hút này, rất tiện dụng luôn nhá. Chỉ có 30.000 bộ thôi, về dùng lâu dài, dùng gia đình nhà mình, gia đình nào cũng nên có một bộ này, dùng tiện, đôi khi mình cần cái mình có mình dùng luôn. 30k một bộ nhá, dùng siêu bền luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lọ sáp thơm. Đấy, bác nào mà muốn thơm phòng, thơm nhà các bác mua cho một cái lọ về. Đấy, con này thì tinh chất từ nước hoa, đấy từ rất nhiều các loại hoa thiên nhiên. Đấy, tinh chất người ta làm thành một cái tinh chất dạng lọ sáp nha. Đấy, đi về các bác chỉ việc bóc ra, sau đó các bác mở nắp ra. Đấy, bóc cho em cái lớp siêu bên trong ra, đậy cái nắp này vào là các bác xài thôi. Cái này là dạng sáp nên là dùng rất là lâu. Đấy, dùng rất lâu, nó không như kiểu dạng nước hồi xưa ấy. Cái này nó là dạng sáp khô. Đấy, như kiểu là nến ấy, như kiểu con nến sáp bây giờ. Đấy, nó dạng sáp như thế nên là dùng rất là lâu nhá, mà rất là mùi, rất là thơm, thơm thoang thoảng nhẹ nhàng. Các bác muốn thơm phòng, thơm nhà, nhà vệ sinh, nhà tắm, rồi là phòng ngủ, phòng khách, những chỗ nào các bác cần thơm, các bác mua cái loại về các bác bóc ra, các bác để vào một góc ấy, là nó cứ tự động là cái mùi thơm nó bay ra thôi, rất là thơm luôn, thoang thoảng nhẹ nhàng, rất là ok. Lên mã cho em sẽ cái lọ sáp thơm. Đấy, lọ sáp thơm bên em đang bán cho bác là 20k một hũ nha, 20k một cái hũ sáp thơm nhá, 20k một hũ, dùng rất ok. Đấy, lọ hũ sáp thơm nhá, 20k một hũ.
Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái cây kéo bếp vàng, lên mã em xem cái cây kéo bếp vàng. Đó, cây này thì cực kỳ là ok, bên em bán rất nhiều luôn. Đấy, dòng của thương hiệu Asaka Japan. Đấy, chất thép SK5 nhá, không gỉ và cực kỳ sắc bén luôn. Cái cây này thì em đang xài rồi. Giá rất là rẻ và bình dân, nó chỉ có là đi 30.000 một cây thôi. Đợt này bên em đang xả kho là chỉ có 30k một cái cây kéo bếp vàng nha. Đấy, 30.000 một cây, giá rất hạt rẻ bình dân. Đó, lên mã em sẽ cái cây kéo bếp vàng. Cây này về các bác dùng nhà bếp này. Đấy, xài cắt rau củ quả, cắt thức ăn. Đấy, cắt sử dụng nhà bếp rồi là đa năng luôn. Đấy, sử dụng gia đình nhà mình là hợp lý. Lên mã em sẽ cái cây kéo bếp vàng nha. Đấy, cây kéo bếp vàng. Bên em đang bán một cái cây kéo bếp vàng nha. Với giá là đi 30k một cây nhá. 30k một cây kéo bếp vàng nhá. 30.000 một cây. Hàng của thương hiệu Asaka. Đấy, Japan, Asaka Japan, hàng bãi. Đấy, hàng nội địa Nhật cực kỳ xịn luôn nhá. Kéo bếp vàng 30k một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bình xịt dầu nhớt này. Đấy, lên mã sẽ là cái bình xịt dầu nhớt nhá. Bình này thì của Kabushi Japan. Bình này thì dung tích của nó sẽ là 250 ml. Đó, cực kỳ là ok luôn. Về các bác châm dầu, châm nhớt vào đây. Đấy, các bác sử dụng gia đình mình xịt dầu, xịt nhớt rồi anh em thợ thuyền. Đấy, anh em làm máy móc, máy may thứ giờ, các bác cho dầu cho nhớt đây, các bác phịt vào chi tiết máy là cũng rất là tiện dụng luôn nhá. Cái con này thì nó làm kiểu dạng hệ thống xi lanh bóp nha. Mình bóp cứ bóp thì sẽ ra. Đấy, không bóp thì nó sẽ không ra, có thế thôi. Nên là nó rất là chủ động về cái việc là cung cấp dầu nhớt nhá. Và cái hay của sản phẩm là cái phần đầu vòi có thể uốn cong đi. Đấy, những cái chỗ nào mà góc khuất thì các bác có thể luồn lách và các bác bóp, các bác phịt dầu xi nhớt và rất là tiện dụng luôn. Đấy, bóp cho em vài bóp cái là ok. Lên mã em sẽ là cái bình xịt dầu nhớt này. Đấy, bên em đang bán một cái con bình xịt dầu nhớt này với giá sẽ là đi 40k bình nhá. Đấy, xịt dầu xịt nhớt 40k. Đấy, 40k một cái bình xịt dầu xịt nhớt này. À, một cái bình này dung tích là 250 ml nhá. Cái này thì chất liệu bên dưới này của nó là bằng kim loại nên là khá là bền. Đấy, và cái phần hay của cái đầu vòi là nó có thể uốn dẻo này. Đấy, uốn dẻo các hướng kiểu luôn. 40k một cái nhá. Bình tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ hàng đá cắt của Kabushi này. Đấy, dòng đá cắt một tấc nhá. Đá cắt này thì đây em giới thiệu luôn, bên em sẽ bán theo hộp hoặc là bán theo viên nhá. Đấy, bán theo hộp và bán theo viên. Đây đây, đây một hộp này của nó sẽ là 50 viên này. Đấy, một hộp đá cắt này của nó sẽ là 50 viên. Kích thước của nó sẽ là 107 x 1.2 x 16 này. Đấy, nhân 16, dòng đá cắt của Kabushi nhá. Đá cắt đỏ, cắt cực kỳ là dai lưỡi luôn, cắt rất là ngọt sắc. Đó, cắt rất là ngọt sắc. Đây, dòng đá cắt đây. Đấy thì em sẽ báo giá luôn nhá. Các bác có thể là mua theo hộp hoặc là mua theo combo 5 viên 1 nhá. Đấy, bên em sẽ bán được combo 5 viên 1. Đấy, 5 viên đá cắt thì sẽ có giá là đi 30.000. Còn nếu các bác lấy cả hộp 50 viên, lấy cả hộp 50 viên thì sẽ có giá là 220.000. Và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, bao ship tận nhà nếu mà các bác lấy cả hộp nhá thì là 220.000 bao ship. Còn các bác lấy theo combo lấy ít. Đấy, bác nào dùng ít thì mình lấy theo 5 viên 1. Đấy, 5 viên 1 thì sẽ có giá là đi 30.000 cho 5 viên nhá. Đấy, thì bác nào dùng ít thì mình có thể lấy lẻ. Còn các bác nào dùng nhiều thì mình nên mua cả hộp. Đấy, mua cả hộp thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đó, đá cắt của Kabushi nhá. Đá cắt Nhật của Kabushi. Rất chất lượng luôn, hộp kim loại luôn này, xịn chất lượng. Đó. À, keo hai thành phần thì bên em vẫn còn hàng để phụ bác nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái này là cái keo hai thành phần này. Đấy, keo hai thành phần. Cái này thì về xài hay lắm. Đó, về các bác dùng để vá lốc máy này rồi là những cái chỗ sắt thép có thứ là nó bị thủng lỗ rồi thì các bác về các bác giá vào. Cái con này ấy, là nó rất là cứng luôn, khi mà các bác để nó khô đi nó siêu cứng luôn. Các bác có thể dùng máy khoan máy đục các bác đục thoải mái luôn. Đấy, không lo nó bị bể nhá. Đấy, cái này rất là dễ xài, nó sẽ có là hai típ như này. Đấy, hai típ. Đây em sẽ mở ra bác coi. Đấy, về các bác mở cho cái nắp này ra nhá. Mở cái nắp này ra. Đấy, mở ra thì nó sẽ có hai loại keo. Đấy thì một màu vàng và một cái màu xám này. Thì cái này em hướng dẫn bác dùng luôn nhá. Thì về là các bác mở cái nắp ra, sau đó các bác lấy cho em cái xi lanh bóp này, các bác bóp nó vào, ấn nó ra, ấn keo. Đấy, ấn keo. Đấy là nó sẽ lòi ra này, các nhìn này. Đấy, em ấn keo là nó sẽ lòi ra. Đấy thì khi mà nó sẽ lòi ra rồi thì các bác cho vào một cái miếng gì đó. Đây, như là. Đấy, ví dụ các bác đựng nó vào đây. Đó, đựng nó vào đây nhá. Sau đó là các bác dùng cái một cái miếng giấy, các bác trộn hai loại keo này vào nhá. Đấy, trộn hai loại keo vào nhau và bắt đầu là các bác phết vào những cái chỗ mà các bác cần phết. Đấy, phết vào những cái chỗ nào mà nó bị lủng các thứ rồi. Đấy, phết vào. Con này á, khi mà các bác để khô đi nó cứng dã man luôn. Đấy, các bác vá những cái con lốc máy này, những cái chỗ mà nó lủng này. Vá những cái chỗ sắt thép nó lủng các thứ rồi nó bị thủng ra, các bác vá vào.
cực kỳ cứng luôn đấy, mà vá vào nó liền vào luôn nhá. Đấy các bác, trước khi mà các bác vá vào được, các bác đánh sạch cái chỗ cái mối các bác cần vá đi đấy, đánh sạch nó đi, sau đó các bác vá vào, nhớ giúp em là các bác phun hai loại keo này ra, sau đó là các bác trộn nó vào nhá. Đấy trộn đều vào với nhau, trộn đều vào nhau để các bác trộn thật đều vào để cho nó kích hoạt hai cái thành phần keo vào với nhau, thì nó sẽ tăng cái độ cứng của nhá, tăng cái độ cứng của lên đó. Lên mã em sẽ lấy cái tip vỉ keo hai thành phần nha. Đấy hai thành phần, một là thành phần A, thành phần B về trộn vào nhau và các bác phết vào, các bác vá vào nha. Đấy các bác có dính vào. Một cái tip này là 40 ngàn một tip nhá. Lên mã em sẽ cái keo hai thành phần nhá. Đấy keo hai thành phần. Bên em đang bán cho bác là 40k nhá, hay còn gọi là keo AB đấy. Nhiều bác hay gọi là keo AB nhưng bên em hay gọi là keo hai thành phần nhá. Hai thành phần. Đấy, thành phần A, thành phần B trộn vào nhau và thành một cái dạng keo siêu cứng, siêu chắc, siêu bền. 40k một bộ keo hai thành phần này có nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây bàn chải sắt nhá. Cây này thì dùng rất hay luôn. Đấy, các bác dùng về để mình đánh cọ rửa những cái chỗ nào mà nó rỉ sét này. Ấy, những cái chỗ mối hàn sắc lắm, cái phần đầu đầu này, đầu của nó những cái đầu dạng đầu thép này này. Đấy, nó rất là sắc luôn và nó đánh rất là sạch nhá. Đấy, nó thiết kế dạng bàn chải, các bác cầm sử dụng rất là tiện. Đó. Về các bác dùng để đánh sạch những cái mối hàn, những cái chỗ mà nó rỉ sét nhá, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây bàn chải sắt nhá. Bàn chải sắt bên em đang gửi bác một cái cây bàn chải sắt như này với giá là đi 15.000 một cây thôi, chỉ có 15.000, giá rất hạt rẻ, bình dân dễ mua nhá, 15k. Đấy, gia đình nào hầu như cũng cần dùng, hoặc anh em thợ thuyền các bác hàn xì cũng nên có một cái nhỉ. Đấy, mình đánh những cái mối hàn rồi là gia đình vệ sinh những cái chỗ mà nó rỉ sét các thứ, ra cầm các bác đánh vào rất sạch luôn đó. 15k một cây nhá, 15k một cây bàn chải sắt nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi. Đấy, giá thì đợt này thì siêu tốt cho bác luôn, 20.000 một vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi nha. Đấy 20.000 một vỉ nhá, một vỉ này là 10 đôi, về các bác xài gia đình nhà mình quá đẹp luôn. Đây phần đầu mạ vàng này, đấy phần đuôi đũa này. Có làm nhám chống trơn trượt nhá. Nhiều bác hỏi em là cái đũa này có trơn trượt không, thì về các bác cứ gắp thoải mái, hoặc là các bác cứ đi nhà hàng khách sạn ấy, nhiều chỗ ấy, toàn dùng cái đũa này thôi. Đấy là các bác biết là chất lượng của nó như nào rồi, mà nhà hàng các thứ là người ta tuyển chọn. Đấy, cái này bên em cũng bán ở nhà hàng các thứ khá nhiều, mỗi lần nó lấy cả chắc phải cả trăm vỉ luôn đấy, về nó xài nhìn nó đồng bộ, mà thứ hai nhìn nó đẹp, mà thứ ba nhìn nó sạch sẽ. Dòng này thì chất liệu của nó là sợi thủy tinh nên là các bác dùng yên tâm, không lo nó nấm mốc và không lo nó bị cong vênh nhá. Đấy, mà nhìn nó rất là sang trọng lịch sự. Đó, dòng đũa Hàn Quốc nhá. Đấy, đũa Hàn Quốc một vỉ là 10 đôi nhá. Giá thì quá hạt rẻ để các bác dễ mua luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi, một vỉ này là 10 đôi. Hàng của Korea này, đấy Korea, một vỉ đũa 10 đôi. Đũa Hàn Quốc nhá, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là đũa Hàn Quốc 10 đôi nhá. Với giá là đi 20.000, 20k thôi, bán giá dễ mua được bác luôn, 20k một vỉ 10 đôi. Đấy, mới keo nguyên hộp nha. Đấy, về các bác mua về thay hết những cái đũa ở nhà đi. Đấy, mua cho em cái đũa này về, mình nhìn nó đồng bộ, nhìn nó lịch sự sang trọng. Đấy, sạch sẽ ok, 20k một vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi nhá. Bóng đèn 3W thì hàng bên em tiếp tục hàng về này, lên mã em sẽ là bóng đèn 3W nhá. Đấy, đợt này thì nó về thêm cho bác cả màu vàng luôn, màu trắng và màu vàng, thì bên em đang bán đồng giá là 10.000 một quả nhá. Đấy, con này công suất nó rất là nhỏ, nó chỉ có 3W thôi, nhưng mà nó sử dụng cái dòng chip LED siêu sáng nhá, nó rất là sáng, 3W cũng khá là sáng. Các bác có thể là lắp ở đường đi lối lại này, lắp ở đầu cổng mình, có thể là thắp qua đêm, vì cái dòng này công suất nó rất là tốn rất là ít điện. Đấy, vì nó có 3W mà. Đấy, 3W này sử dụng điện 220, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy nhá. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn 3W nhá, đang gửi bác là một quả như này là 10.000. đấy, một quả là 10.000, lấy ba quả tính bấy nhiêu tiền có thế đâu, giá rất hạt rẻ, quá dễ mua luôn. Có hai mã là màu trắng và màu vàng nhá, thì các bác lấy màu này thì cứ báo nha. Đấy, bóng đèn 3W 10.000 một quả nhá, 10.000 một quả nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp tăm bông. Đấy, tăm bông để về các bác ngoái tai, báo giá bác luôn. Một hộp tăm bông này thì sẽ có là 200 chiếc với mức giá là 20k một hộp nhá. Lên mã giúp em sẽ là hộp tăm bông, mà đây còn hai đầu luôn. Đấy, hộp này là hai đầu. Đấy, hai đầu 20k một hộp nhá. 100% là chất liệu là bằng cốt tông nên các bác sử dụng rất là an toàn. Đấy, có diệt khuẩn các thứ đầy đủ hết luôn. Đó. Lên mã giúp em sẽ là hộp tăm bông, em sẽ bóc cho bác coi một hộp này. Một hộp này là 200 cái luôn, dùng thoải ra mái luôn. Đấy, các về các bác xài thì xài cả 5 giờ hết luôn. Đấy, bác nào dùng ít xài cả năm. Đây. Một hộp của nó này. Đấy, nó là dạng tăm bông hai đầu nhá, hai đầu. Đấy, một đầu nhọn và một cái đầu tù. Đó, rất ok luôn. Sạch sẽ an toàn mà giá nó bình dân. Bình thường các bác mua những cái hộp mà 200 cái này ra quán hiệu thuốc các thứ là ít phải 3-40 nghìn hộp luôn. Ở bên em bán các bác chỉ có 20 ngàn thôi.
Hộp tăm bông 200 cái nhá, hộp tăm bông 200 cái. Giá đang bán bác là 20k một hộp này. Đấy, một hộp này là 200 cái mà là hai đầu luôn. Đấy, hai đầu luôn nhá. 20k một hộp tăm bông 20 cái nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây cưa gấp đen trắng. Đợt này thì em vẫn đang giảm giá xả kho cái cây cưa này. Giá của nó thì chỉ có 50.000 một cây thôi. Đấy, cưa gấp đen trắng nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái cây cưa gấp đen trắng. Về các bác cưa cành, cưa cây sử dụng làm vườn làm tược rất ok luôn. 50.000 một cây nhá, dòng cưa lưỡi kép và khi mà các bác xài các bác có thể gấp gọn vào, rất tiện cho việc mang đi mang lại. Đấy. Đây, con này thì của thương hiệu Fugu, đấy, Fugu Japan nhá, dòng cưa lưỡi kép nhá, đấy, cưa rất là ngọt luôn. Đấy, nó có những cái phần hở hạt bưởi này, các bác cưa thì cái phần mùn nó sẽ đẩy qua những cái phần hạt bưởi này, thì nó tạo cái rãnh cưa nó thoáng, cưa rất là nhanh. Phần tay cầm này đều được bọc cao su chống chân trượt và cái tay cầm nó khá là dài, các bác cầm khi mà các bác kéo các bác giật cưa nó có lực nhá, nó có lực, nên khi mà các bác cưa nó cưa rất là nhanh dễ cưa đó. Chiều dài lưỡi của cái dòng cưa này thì sẽ là 30 cm đó, lưỡi dài là 30 cm nhá, lưỡi dài 30 cm và cái phần tay cầm nó rơi vào khoảng tầm 30 cm nữa, thì tổng chiều dài khi mà các bác duỗi ra thì nó rơi khoảng tầm hơn 60 cm, còn nếu các bác gập vào nó rất là nhỏ gọn thôi. Đấy, gập vào nhỏ gọn là khoảng tầm 30 cm thôi. Đấy, khá là nhỏ gọn nhá. Lên mã cho em sẽ là cái cây cưa gốc đen trắng nhá. Giá thì rất bình dân dễ mua. 50.000 một cây nhá. 50k một cây cưa gốc đen trắng nha. Vâng, tín hiệu chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh của em. Tiếp tục với chương trình video thì lên nhá bác một số mã hàng mà em đang phân phối nhá. Quay trực tiếp và báo giá bác luôn. Đấy thì các bác có nhu cầu về những cái sản phẩm bên em thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo hai cái số điện thoại các bác đang nhìn thấy ở trên màn hình nhá. Gọi điện theo hai số ở trên màn hình để em tư vấn và chốt đơn hàng, và lưu ý giúp em khi mà các bác mua hàng với nhá. Thì nhớ cho em là trên 200 nhé là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhé. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Đó, xem sản phẩm và video mới nhất của em coi nhé. Rồi, cái mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái dòng thớt inox này. Thớt inox 34, hàng của thương hiệu Wailing nhé. Thương hiệu Wailing, dòng này thì bên em bán quá nhiều rồi. Đấy, dòng thớt inox hai mặt nha, nó rất là hay. Cái này của nó là hai mặt, một mặt nhựa này đấy, để các bác dùng để thái thiếc rau củ quả hoa quả ở đây ok này, và một cái mặt là bằng inox nhá. Mặt inox thì các bác dùng để chặt chiếc thứ cho em ok luôn. Hàng logo Wailing này, kích thước này của nó thì sẽ là chiều dài là 42, chiều rộng của nó là 30, su 304. Đấy, có phần quai sách, quai đeo nhá. Đó, rất to luôn, to lắm, một chiếc thớt cầm rất là nặng. Đấy, cầm nặng lắm, nó cầm nặng đầm. Bên xung quanh thì bo một lớp nhựa để các bác khi mà sử dụng nhựa thì các bác để trên phần bàn mặt kính, mặt đá hoa đấy, không lo nó bị trơn trượt nhá. Đấy, không lo nó bị trơn trượt. Con này các bác cứ chặt chặt này, rồi là các bác mặt này các bác chặt này, mặt bên này các bác thái thiếc cho em thoải mái luôn. Đó, inox 304, đấy, logo Wailing nhá, logo Wailing rất xịn sò ok luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái thớt đức inox hai mặt nhá. Giá của nó thì cực kỳ bình dân luôn, chỉ có 210.000 thôi. Và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái thớt đức nhá. Thớt đức hai mặt. Đó, thớt đức hai mặt. 210k. Đấy, bao ship giá quá hạt rẻ bình dân. Đấy, bình thường các bác mua những cái thớt gỗ kia các thứ giờ đã khoảng tầm 5-600 với được một cái thớt gỗ nghiến ngon, nhưng mà đây các bác mua cho em cái dòng này. Dùng hai mặt mà những cái dòng này dùng nó rất là sạch, không lo nó bị mùn miếc thứ giờ nhá. Đấy, inox thì dùng rất là sạch. Đấy, dùng không lo mùn miếc mà nó an toàn vệ sinh thực phẩm, nói chung là ok. Đấy, phần móc đeo thớt thì khá là to luôn, các bác chặt gà chặt vịt rồi là thái rau củ quả cho em vào đây thoải mái luôn. Đấy, Tết con này bên em bán rất là nhiều luôn đấy. Đấy, thì sang đầu năm nó tiếp tục có hàng thì bên em sẽ quay và gửi các bác. Đấy, bác nào có nhu cầu về cái mã hàng này liên hệ với em nhá. 210k một cái, dòng thớt inox hai mặt các bác nhá. Trong sản phẩm bàn chải Hàn Quốc thì bên em tiếp tục hàng về này, bàn chải hàng của Hàn Quốc nhá, bàn chải than treo của Hàn Quốc nhá. Đấy, thì hiện tại bên em sẽ bán lẻ và có bán theo hộp nhá. Đấy, bán lẻ và bán theo hộp. Thì đây, một hộp này của nó thì nguyên một hộp này thì là 30 chiếc này, dòng bàn chải than treo và tính của Hàn Quốc nhá, lông cực kỳ mềm luôn. Đó, thì em sẽ báo giá luôn. Các bác lấy một lẻ một chiếc thì sẽ có giá là đi sẽ có giá là 4k nhá. 4k một chiếc, chỉ có 4.000 một chiếc thôi. Các bác lấy cả hộp 30 chiếc nha. Đấy, lấy cả hộp 30 chiếc thì sẽ có giá là 100.000 một hộp nhá. Giá rất hạt rẻ luôn. Cái này các bác có thể mua về xài, mình dùng dần. Đấy, vài tháng các bác thay cho một cái sạch sẽ ok. Đó. Hoặc là các bác có thể mua về mình bán lại cũng ok luôn, có lãi luôn. Một chiếc là 4.000, lấy 30 chiếc thì sẽ có giá là 100.000. 30 chiếc là tương đương với lại một hộp bàn chải nha. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là hộp bàn chải Hàn Quốc nhá. Một hộp 30 chiếc với giá là đi
100.000, có bác lấy lẻ một chiếc thì bên em sẽ tính cho bác giá là 4.000 một chiếc nhá. 4.000 một chiếc, giá rất hạt rẻ. Đây, lấy cho bác một chiếc coi thử này, lông cực kỳ mềm luôn nhá, lông cực kỳ mềm luôn. Đấy, bình thường ấy các bác ra quán siêu thị là giá nó đang niêm yết với giá là 36.000 này. Đấy, hàng của Korea nhá, 36.000 này. Đây, bóc cho bác xem một cái, lông rất mềm luôn nhá, lông mềm lắm, lông mềm. Đấy, lông rất mềm luôn, đánh cực kỳ thích nhá. Đấy, tay cầm chắc chắn, ok luôn, rất xịn sò, ngon lành đó. 4.000 một cái nhé, bán lẻ là 4.000 một cái, còn các bác lấy cả hộp 30 cái nhá, lấy cả hộp 30 cái, lấy cả hộp nguyên 30 cái nha, thì sẽ có giá là 100.000 nhá. Đấy là tùy nhu cầu, bác nào dùng nhiều thì nên mua cả hộp, hoặc là dùng gia đình thì nên mua cả hộp, còn các bác nào mua lẻ dùng ít thì mình có thể mua lẻ nhá. Đấy, theo em là các bác nên mua cả hộp thì giá nó sẽ tốt hơn đó. Cái mã hàng này lâu lâu hôm qua cho bác là sợ các bác quên này, đấy, đi lên luôn cho bác mã hàng đó là cái vỉ keo nắp cam nhá, hàng của Thái, rất là xịn sò, ok nha. Đấy, hàng của Thái Lan rất là ngon lành luôn đây đó, vỉ keo nắp cam nhá. Cái này con này thì các bác có thể dính đa năng hầu như tất cả các loại chất liệu luôn. Con này thì hàng sản phẩm của Thái Lan nhá, đấy, hàng của Thái Lan thì các bác có thể dính đa năng các loại chất liệu, ví dụ như là đồ trang sức này, đồ gỗ này, đồ da này, đồ sành sứ, đồ nhựa này. Đấy, hầu như là các loại chất liệu dính rất là hay đó, đó. Thì bên em sẽ bán theo vỉ là một vỉ là 5 típ này, với giá thì cực kỳ là bình dân, là rẻ luôn, chỉ có 30.000 thôi nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái vỉ keo nắp cam, vỉ keo nắp cam nhá. Đấy, nắp cam này 5 típ nhá, 5 típ thì sẽ có giá là 30.000, 30k thôi, giá rất hạt rẻ, về các bác dính cho em thoải mái luôn, dính đồ da, đồ sành, đồ sứ, đồ gỗ các thứ cho em thoải mái luôn. Đấy, về mình dùng gia đình các thứ nào thoải mái luôn. Một típ là một vỉ là 5 típ nhá, bán cả vỉ 5 típ luôn với giá là 30.000 nhá. Lên mã, cứ lên mã giúp em sẽ là keo nắp cam nhá, thì vì cái nắp của nó là màu cam thì lên luôn mã sẽ là keo nắp cam để nó không bị nhầm sang cái keo khác nhá. Đấy, vỉ keo nắp cam 5 típ nhá, 30.000. Đấy, hàng của Thái Lan, dính đa năng rất nhiều những cái chất liệu khác nhau nhá. 30k một vỉ keo nắp cam 5 típ nhá. Đó, 30k một vỉ. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác mang hàng đó là cái hộp băng gâu này, hộp băng gâu về các bác dùng để dán vết thương nhá. Thì các bác cứ lên mã em sẽ cái hộp băng gâu dán vết thương. Một hộp này là sẽ được là 100 miếng nhá, một hộp sẽ là 100 miếng và nó các loại băng gâu khác nhau, ví dụ như là hình tròn này, cái dạng dài nhất này, rồi là dài vừa và có những cái dạng nhỏ nhỏ này. Đấy, nó tùy theo vết thương các thứ giờ các bác sử dụng nhá. Thì một hộp thì nó sẽ có đầy đủ các loại trong này luôn. Thì đây, lấy cho bác coi. Đấy, một hộp là 100 miếng luôn nhá, sử dụng thoải mái luôn. Một hộp này giá chỉ có 20.000 thôi. Đấy, ví dụ như cái miếng dài to này, này. Đấy là những cái miếng to, rồi là những cái miếng nhỏ nhỏ này. Đấy, miếng nhỏ nhỏ này, nhỏ nữa này. Đấy, rất ok luôn, nghĩa là một hộp là các bác xài thoải mái luôn. Đấy, đây có những cái miếng to, miếng nhỏ, đây có cả những cái miếng tròn tròn này. Đây là những cái miếng tròn tròn đó, đây đấy, đây không, những miếng tròn tròn nhá, tròn vuông dài, là nghĩa là một hộp như này là full combo là bốn cái mã này, bốn cái mã trên hình nha. Đấy, thì lên mã cho em sẽ cái hộp băng gâu một hộp là 100 miếng nhá. Đấy, về các bác dán, nói chung là nên có mỗi gia đình một hộp nha. Đấy, nhiều khi các bác đứt tay đứt chân nha, mình có cái là mình dán luôn, mình băng vào, mà cái này rất là dính luôn. Mà đặc biệt là các bác có thể là khi mà mình dính xong, các bác có thể rửa chân rửa tay thoải mái, không lo nó bong. Bình thường là các bác mua ở quán xá giờ ấy, người ta bán vừa đắt mà cái dòng nó không chuẩn quá. Đây, cái dòng bên em rất là chuẩn luôn, nó dính rất là chắc, nước nôi thứ nào các bác sử dụng thoải mái, không lo nó bị bong nhá. Đó, một hộp là 100 miếng nhá. Lên mã cho em xem cái hộp băng gâu hoặc là cái băng dán y tế đều được. Đấy, dấu cộng này, dán y tế này, 20k nhá, 20k thôi. Băng gâu nhá, dán vết thương, dán y tế, 20k một hộp băng gâu này nhá, 100 miếng luôn. Tất của Nike thì bên em hàng tiếp tục về nhá. Đấy, tất của Nike này, đây. Một lố tất này thì sẽ là 10 đôi nhá. Dòng tất của Nike 85% là cốt tông, nên khi mà các bác sử dụng các bác đi nó rất là mát, thoáng chân, không lo nó bị hô chân nhá. Đấy, tất này thì nó là dòng tất em lấy băng đôi. Nó là dòng tất cao cổ nhá, cao cổ các bác đi quá mắt cá chân. Đấy, lên logo Nike này, tất thì cực kỳ là mịn màng, chất lượng luôn. Đấy, đi thoáng chân. Đấy, thoáng chân mà không lo nó bị hôi nhá. Nói chung hàng xịn của Nike đấy. Đó, một vỉ một lố nhá. Một lố này thì sẽ là 10 đôi. Một lố này là 10 đôi này. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái tất lố tất 10 đôi của Nike. Đấy, của Nike, Nike. Một lố 10 đôi. Đấy, một lố 10 đôi. Giá của nó thì bình dân thôi, 90k một lố nhá. 90k một lố. Thì bên em đang có hai mã màu là màu trắng nhá, màu trắng và màu đen. Đấy thì bán đồng giá luôn. Thì là 90.000 một lố, bán cả lố 10 đôi nhá, không bán lẻ nhá. Thì các bác lấy mã nào cũng được. Đấy, lấy màu nào thì cứ báo nha, lấy màu trắng thì báo cho em, lấy màu đen thì báo cho em. Đây để các bác đem lấy cho bác cái lố màu đen này. Đây. Lố này là lố màu đen này. Đấy, lố màu đen. Đấy, logo Nike này.
Còn cái lỗ này thì trên tay em đang cầm đây là cái lỗ màu trắng này. Đấy thì bán đồng giá một lỗ 10 đôi nhá. Chỉ có 90.000 thôi, giá rất hạt rẻ bình dân. Bình thường các bác ra quán xá là người ta ra bán các bác phải còn tầm 20.000 một đôi. Đấy, bên em bán một lỗ 10 đôi chỉ có 90.000, tính ra là vào có 9.000 một đôi nhá. Giá quá hạt rẻ luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái miếng xốp mút rửa bát này. Đấy, cái này về chuyên bác rửa bát, rửa xoong, rửa nồi rất tiện dụng luôn. Một cái combo thì một cái combo này sẽ gồm có là 3 miếng. Đấy, và bên em đang gửi bác một cái mức giá rất là bình dân. Nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ combo 3 miếng xốp mút rửa bát nhá. Đấy, xốp mút rửa bát thì đây. Đấy, một cái combo sẽ gồm 3 miếng này. Nó sẽ gồm có một cái mặt mút nha để các bác dùng để rửa cọ rửa bình thường, và một cái mặt đầu dạng nhám nhám để các bác ví dụ những cái phần vết bẩn các thứ ra các bác dùng để các bác chà. Đấy, ngoài ra thì cái con này nếu mà các bác không dùng để rửa bát thì mình có thể dùng cái miếng này các bác dùng để đánh bóng. Đấy, mình cho những cái đồ cana thứ vào đây các bác dùng để đánh bóng đồ vật các thứ, rồi các bác dùng cái miếng này các bác cũng dùng ok luôn. Nói chung nó ứng dụng được trong nhiều việc nhá, ứng dụng nhiều việc. Thì các bác cứ lên mã duy em sẽ là cái combo 3 miếng xốp rửa bát nha nhá. Đấy, là một combo bên em bán theo một combo 3 miếng này với giá nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, lên mã em sẽ là cái xốp mút rửa bát nhá. Đấy, miếng xốp mút rửa bát 3 miếng xốp rửa bát này, miếng xốp mút rửa bát 3 miếng nhá, 3 miếng, giá của nó sẽ là 10k cho 3 miếng nhá, chỉ có 10.000 thôi, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Tiếp theo thì lên luôn cho bác cái mã hàng bên em bán cực kỳ chạy đợt này, đó là cái bộ tô vít đóng nhá, hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Đấy, tô vít đóng thì tại bên em đã có hai mã là một mã đầu cộng này. Đấy, tức là đầu ba ke nhá, đầu ba ke, đầu bốn múi này. Đấy, đầu cộng này. Và một cái mã nữa là cái mã đầu trừ nhá, mã đầu trừ đây, mã đầu trừ. Đây là mã đầu trừ này. Đấy, toàn bộ đầu này thì đều có được tích hợp từ tính nhá. Đây phần đầu đóng nó đây. Cái này thì về nhiều bác hỏi bên em là có đóng được không thì em nói luôn là em đang quay tên của nó, tên nó của nó luôn là tô vít đóng mà, nên là về các bác cứ đóng cho em, có đóng cho em thoải mái luôn. Đấy, yên tâm nhá, cực kỳ là chắc chắn luôn. Đây, hàng của Kabushi Japan. Đấy thì bên em sẽ bán theo là lẻ từng cây một, thì bên em sẽ bán lẻ một cây này sẽ là 30.000 và đầu cộng đầu trừ là bằng giá nhau hết luôn. Đấy, thì các bác cứ lấy cây nào thì cứ báo cho em nhé. Các bác lấy cây cộng thì báo cho em, lấy cây đầu trừ thì báo cho em nhé. Đấy, còn đồng giá thì cứ là 30.000 một cây. Cây này thì chiều dài của nó, tổng chiều dài của nó rơi vào là tầm là 30 cm nhá, 30 cm một cây. Đấy, từ đầu này là 30 cm nhá, với mức giá là 30.000 một cây thôi. Đấy, rất là hay. Đấy, về các bác dùng vừa, nếu mà các bác không dùng để đóng thì mình có thể là dùng để xoáy. Đấy, còn nếu mà không xoáy thì mình có thể đóng. Đấy, nói chung là một công đôi việc, để ứng dụng trong nhiều việc nhá, rất là tiện dụng luôn. Mà giá nó bình dân, nó chỉ có 30.000 một cây thôi. Lên mã duy em sẽ là cái cây tô vít đóng nhá. Đấy, cây tô vít đóng đang gửi bác là 30.000 một cây nhá. Đấy, 30.000 một cây, đầu cộng đầu trừ nhá. Đấy, lấy đầu nào thì các bác cứ báo nha. Đấy, lấy đầu nào thì báo nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lọ kem tẩy xoong nồi này. Đấy, lọ kem tẩy xoong nồi nhá, lọ này bên em bán rất là chạy luôn. Đấy, với mức giá thì cực kỳ bình dân, nó chỉ có 20.000 thôi. Về các bác dùng để mình tẩy xoong tẩy nồi rất là tiện dụng mà rất là dễ dùng nhá, 20k nhá. Lên mã thì em sẽ cái lọ tẩy xanh nhá. Đấy, lọ tẩy xanh. Đấy, vì hộp của nó màu xanh thì em gọi luôn là mã sẽ là hộp tẩy xanh nhá, hoặc là cái hộp để tẩy xoong nồi. Đấy, tẩy bẩn xoong nồi nhá, cặn bẩn, cặn dầu mỡ thứ rất là sạch. 20k một lọ nhá, 20k một hộp như này, một hũ như này. Đấy, thì về các bác chỉ việc là mở hộp ra, sau đó là cái xoong nếu mà các bác bẩn ấy thì các bác tráng qua một lượt nước đi cho nó ướt. Đấy, sau đó các bác dùng cái bột này các bác phết lên. Đấy, phết lên và các bác dùng cái miếng cọ xoong ấy, cái miếng cọ xoong bằng sắt ấy, các bác kết hợp với cái bột này các bác dùng rồi các bác đánh nhá. Đấy thì nó rất là sạch luôn. Đấy, các bác càng đánh nó càng bóng, càng đánh nó càng sạch. 20.000 thôi các bác nhá, 20.000 hũ tẩy xanh tẩy xoong nồi. Đây cho các bác xem cái video thực tế về sản phẩm hướng dẫn các bác xài luôn này. Đấy, các bác cùng coi này. Đây. Đó, đây lại chuột. Xong nồi đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Hiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Uầy, cái kem đó, thực tế về sản phẩm nhá. 20k một hũ nha, 20k một hũ tẩy xanh tẩy xong nồi nhá, 20k. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây dao vàng. Cây này thì về chuyên dùng cho bác dùng để gọt hoa quả nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, con này thì em không rõ là dùng dòng thép gì nhưng mà nó lại hay, của sản phẩm rất hay. Của sản phẩm này thì cực kỳ sắc mà nó sắc rất là lâu, mà thứ hai là nó không bị rỉ. Đấy, vì cái sản phẩm thực tế thì em dùng hơn năm nay một cái cây này em lấy dùng thử rồi. Đấy, rất sắc luôn, sắc lâu mà lại là
không bị gì nhá, không bị gì đấy, cực kỳ sắc bén. Các bạn nhìn cái phần lưỡi này đấy. Con này thì chiều dài nó khoảng tầm 20 cm, nó rất là nhỏ gọn đấy. Tay cầm cán gỗ nhá, rất nhỏ gọn, các bác chuyên dùng để các bác gọt hoa quả cho em, rất tiện dụng luôn. Giá thì cũng rất là bình dân, 20 ngàn một cây thôi, 20k nhá, 20k một cây dao vàng nhá. Đấy, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây dao vàng nhá, cây dao vàng. Cây dao vàng này đang gửi bác là một cái cây dao vàng này là chỉ có 20k thôi. 20k một cây dao vàng. Đấy, giá quá hạt rẻ và bình dân mà cực kỳ sắc mà lại không bị gì nữa nhá, không bị gì. Đấy, các bác dùng về để mình gọt hoa quả các trái cây thứ là rất tiện dụng luôn. 20k một cây dao vàng nhá, lên mã em sẽ là dao vàng 20k một cây. Sau cái sản phẩm kìm cộng lực mini. Đấy, hàng của Nhật nhá mọi nhá, Japan này, rất ok luôn. Dòng kìm cộng lực về thì các bác dùng để cắt dây thép, dây đồ thứ rất ok. Đấy, con này thì cắt cực kỳ sắc bén luôn, mà những cái dòng dây thép to con này ăn hết luôn. Đấy, thiết kế nó dạng kiểu dạng kìm cộng lực, cái dạng kìm cộng lực dạng to ấy, mà các bác hay cắt, các bác thợ thợ xây ấy hay dùng cái con kìm này cắt những con sắt 8 sắt 10 này. Thì con này ví dụ như là các bác cắt những cái phi hàng rào đứa ra rất ok. Đấy, dạng thép hàng rào, thép B40, những cái dạng thép to, con này cân được luôn. Đấy, lưỡi cực kỳ sắc, nó thiết kế cũng là dạng cộng lực nhá, nên các bác cắt nó rất là nhẹ nhàng, tình cảm mà dễ dàng sử dụng nhá. Đấy, dạng mini. Lên mã giúp em sẽ là cái kìm cộng lực mini nhá. Dòng thép CRV, đấy, siêu chắc chắn, hàng của Nhật này. Đấy. Hiabushi này. Đấy. Giá thì con này giá bình dân thôi, 100 ngàn một cây nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái kìm cộng lực mini. Đấy, kìm cộng lực mini. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k một cây kìm cộng lực mini này. Đây em sẽ cắt test thử cho bác xem về cái con này là cái con ốc vít đây này. Đấy, xem nó có cắt không nhá. Đấy, nó một này dạng rất là rắn. Đây em cắt thử cho bác con. Đấy, thấy không? Rất nhẹ nhàng nhá, một bấm cái đi luôn này. Đấy, đây em cắt lại bác phát nữa đây. Đây, cắt phát nữa đây. Các nhìn này. Đấy, đây em bấm một tay luôn nhé, bấm một tay luôn, cắt rất ngọt luôn các bạn. Cắt rất ngọt đây. Đấy, cắt ra làm ba mảnh luôn này, lưỡi vẫn ngon lành luôn nhá, không có một tí nào mẻ hay là xước gì luôn. Đấy, rất sắc bén nhá, cực kỳ ok luôn. Đó. Rồi lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm, là cái sản phẩm, là cái cây kìm cộng lực mini nhá, có phần khoai hãm ở đây. Đó, 100 ngàn một cây, hàng của Nhật nhá, rất xịn luôn, hàng của thương hiệu Hiboshi. Hiboshi 100k một cây kìm cộng lực mini nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái bọc yên xe. Em báo giá luôn, một cái bọc yên xe này thì hiện tại em đang bán với mức giá rất hạt rẻ, dễ mua, 40k nhá, 40k một cái bọc yên xe này. Đấy, nó là cái bọc yên xe đạp xe máy được hết không nhá, xe đạp điện, xe máy là ok. Đấy, xe máy yên to yên nhỏ được hết không nhá, vì dòng này nó có cái sợi chun co giãn này nên là rất là tiện. Đây đấy, nó rất là nhìn nó rất là bình thường nhưng nó có sợi chun co giãn này. Đấy, chun có giãn này, khi mà các bác kéo giãn ra rất là to. Đấy, những cái yên xe máy to như yên xe SH các thứ là các bác cũng có thể là bọc thoải mái luôn. Ở bên dưới này thì nó có những cái phần đai siết nhá, cái đai dính để các bác dính bên dưới phần yên đấy, để nó không bị bật cái bọc nó lên. Đấy, thì nó là dạng lưới, khi mà các bác ngồi nó thoáng khí này, ngồi nó mát mông. Và thứ hai là ví dụ như là trời nó có trời nắng ấy, mà các bác để xe ngoài trời không lo nó bị bỏng rát nhá. Các bác có thể là ví dụ như là mình để xe ngoài trời mà không lo yên xe nó nóng, các bác có thể là trời nóng các bác có thể ngồi được lên luôn, không không phải làm nguội đâu nhá. Đấy, như bình thường là các bác để xe ngoài trời nắng ấy, nó rất là nóng luôn. Đấy, vừa hạ yên xe mà mình nóng không thể ngồi luôn ấy. Đấy, thì các bác mua cái này về các bọc vào. Đấy, vừa bảo vệ yên xe này, rồi là chống nắng chống nước rất ok luôn. Đấy, và có thể là co giãn, có phần đai siết bên dưới nhá, đai siết bên dưới. Đó, rất rất ok luôn. À, chỉ có 40 ngàn thôi. Đấy, dạng lỗ rất nhiều, lỗ lưới thoáng khí này, rất ok luôn. 40k. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bọc yên xe nhá. Đang gửi bác là 40 ngàn một cái thôi, 40k, giá rất hạt rẻ bình dân luôn, 40k một cái. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, đây, các bác cùng xem thực tế này, bọc yên xe máy này, làm đẹp này, chống nóng, chống nóng này. Đấy, bình thường những cái yên rách các thứ các bác cứ phải mang đi thay, nhưng con này các bác mua con này về các bác đậy vào luôn cho em, để đỡ phải thay, vừa đỡ thay mà vừa đẹp xe nhá. Đấy, làm đẹp chống nóng rất tốt nhá. Đây, đó, đây các bác nhìn này, bọc này, đó, bọc từ trước ra sau, lồng vào, sau đó các bác siết những cái đai ở bên dưới, nó có những cái đai siết này, các bác siết vào nó không bị xô dịch cái bọc này nhá. Đấy, thoáng mát, nước nôi thứ gì chảy thoải mái, khi mà nước nó chảy nó sẽ thoát rất nhanh luôn, rất ok. Đó, bọc yên xe nhá, đang gửi bác là 40k một cái bọc yên xe như này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang hàng, đó là cái bộ kéo cắt tóc này. Đấy, để chuyên cho bác hay về cắt tóc cắt tai gia đình này. Đấy, rồi là các bác thợ thuyền dùng cái này cũng quá ok luôn, một bộ kéo cắt tóc hàng của Nhật nhá, rất xịn luôn, đựng trong một chiếc bao da đẹp nha. Đó, giá thì bình dân thôi. Đó. Bộ này thì em báo giá luôn nhá, bộ này sẽ gồm có hai cây, giá của nó thì bán cả bộ luôn nhá, 140 ngàn một bộ. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ kéo tóc này, bộ kéo tóc hai cây nhá,
bộ kéo cắt tóc 2 cây 140k một bộ nha. Đấy, sẽ gồm có 2 cây, một cây kéo cắt thường này và một cây kéo cắt tỉa này. Đấy, sẽ lấy cho bác xem từng cây một luôn. Đấy, hàng mới keng sẽ beng luôn nhé, nguyên trong hộp như này. Con này của thương hiệu Kai Japan, cây này là cây cắt tỉa này. Đấy, rất sắc bén luôn. Và một cây nữa, cây này thì chuyên để các bác cắt thường. Đấy, cắt thường các bác cắt tỉa cắt thường là các bác dùng cái này. Đây, Kai Japan nhá, rất xịn sò, sắc bén, ok lắm. Con này cắt cực kỳ ok luôn. Đó, về cho anh em thợ thiền này, các bác dùng gia đình cắt tóc cho nhau cũng ok luôn. Đấy, một bộ này là 2 cây, một cây kéo cắt tỉa nhá và một cây kéo cắt thường. Đấy, đựng trong một chiếc bao da rất là đẹp luôn. Với giá thì cũng rất là bình dân, 140k nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ kéo tóc 2 cây, 140.000 một bộ nhá. Rồi, mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái hàng đó là cái bộ này, là cái bộ bao tay làm vườn. Đấy, bộ bao tay làm vườn nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ đôi bao tay làm vườn. À, giá thì này, tại em đang bán một cái bộ đôi bao tay làm vườn này với giá sẽ là 30.000 một bộ nhá. 30k một bộ bao tay làm vườn nha. Thì đây, một bộ nó sẽ gồm là một đôi. Đấy, một đôi về các bác dùng để chuyên các bác làm vườn, làm tược, làm cỏ giá. Đấy, rất tiện dụng luôn. Mình bới đất này, trồng cây này, làm cỏ rất ok. Đây, nó sẽ gồm một đôi, một tay trái, một tay phải nhá. Thì về các bác đeo vào. Ở tay này nó sẽ có những cái móng vuốt này. Đấy, để các bác dùng để các bác cào đất này, rồi là các bác làm cỏ này. Đấy, bới đất làm cỏ nhá. Bới đất làm cỏ. Ở đây thì nó là dạng bao tay co giãn 4 chiều nên là các bác tay to tay nhỏ đều có thể đeo hết luôn. Bên ngoài thì phủ một lớp cao su vừa chống trơn trượt này, vừa bảo vệ bàn tay của bác này không bị sầy xước đấy nhá. Đấy, không bị bẩn. Đó, về thì các bác dùng để làm vườn, trồng cây, bới đất làm cỏ này. Đây nó những cái móng vuốt bằng nhựa. Đấy, cái này các bác cào đất, cào cỏ các thứ cho em thoải mái luôn. Rất tiện nhá. Đấy, một đôi này là 30.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái đôi bao tay làm vườn. Đấy, chuyên cho các bác làm vườn, làm cỏ, làm tược các thứ rồi. Rất ok. 30k một đôi nhá. 30.000 một đôi bao tay làm vườn nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái hàng đó là cái dụng cụ bóp tay này. Dụng cụ bóp tay. Dụng cụ bóp tay thì em báo giá luôn. Bên em đang bán một cái dụng cụ bóp tay này. Đấy, bóp tay. Đấy, bóp tay tập thể dục nhá. Với giá sẽ là 40k một cái chiếc bóp tay tập thể dục này. Đấy, về cho các bác nào muốn tập thể dục này. Đấy, tập thể dục tại nhà nhé thì rất ok luôn, một cái sản phẩm hỗ trợ cho các bác rèn luyện thể dục thể thao nhá. Một chiếc bóp tay, cái này thì bóp tối thiểu thì sẽ là 5 kg và các bác có thể tăng lực lên. Đấy, tăng tối đa lên thì sẽ được là 60 kg nhá. 60 kg. Đấy, các bác nói chung cái này các bác cứ tăng dần, mình cứ mỗi ngày mình tăng một ít thôi nhá, tăng từ 5 kg và tối đa lên sẽ được là 60 kg. 60 kg thì cũng khá là nặng nhá, 60 kg tay cũng khá là khỏe đấy. Đấy, em đang bóp tầm giữa này. Đấy, còn 60 kg khá là căng. Đấy, thì về các bác có thể tăng giảm theo cái phần này các bác xoáy đây. Và cái hai cái sản phẩm này là mỗi lần các bác bóp này, là nó sẽ đếm được bao nhiêu cái nhá. Đấy, hiện tại em đang bóp là 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Đấy, thì nó sẽ nảy cái số đây nhá. Đấy, nảy số đây để các bác biết là hôm nay bác bóp được bao nhiêu cái. Đấy, và các bác đặt cho mục tiêu ngày mai được bao nhiêu cái, ngày kia được bao nhiêu cái. Đấy, mình cứ đặt mục tiêu ra là khi mà bóp là nó sẽ nhảy số báo đây luôn. Và các bác muốn reset về không thì các bác ấn nút đây cho. Ấn vào đây các bác xoay. Đấy, xoay để các bác xoay nó về không. Đấy, có thế là xong. Đấy là về không. Bắt đầu các bác lại làm lại từ đầu này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đấy, rồi là cho các bác ví dụ như là mình thi đấu với nhau. Đấy, thi đấu với nhau bóp nhá. Rất là tiện luôn. Đấy, tay cầm được có phần bọc cao su chống như trượt rất là êm tay luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ bóp tay nhá, có đếm số luôn. Với mức giá sẽ là 40k một cái nhá. 40k một cái bóp tay tập thể dục. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ khóa đĩa này. Cái mã sản phẩm này thì giá nó rất là bình dân, chỉ có 40.000 thôi. Các bác mua về mình dùng để khóa vào đĩa xe máy cho bác nhá. Rất tiện dụng mà cực kỳ an toàn bảo mật luôn. Đó, lên mã giúp em sẽ là cái khóa đĩa bánh xe máy nhá. Đấy, khóa đĩa xe. Tức là nhà các bác mà có cái xe mà có như cứ có phanh đĩa là các bác khóa ok luôn. Đấy. Giá thì cực kỳ bình dân, hạt rẻ, 40.000 một cái thôi. 40.000 một cái khóa đĩa này. Giá quá hạt rẻ bình dân luôn đây. Một chiếc khóa nó sẽ gồm có là một bộ khóa, một cái ổ khóa và đi kèm cho bác là hai chìa. Đấy, toàn bộ thì nó đúc, sẽ đúc thép nha. Đấy, và cái phần lõi khóa thiết kế rất hay là nó chỉ có một tí bên trong này và nó rất là hẹp. Đấy, ví dụ như cái vị trí này các bác có lách hoặc là trộm chiếc là nó có lách vào thì nó rất là khó cậy mở, mà nó lại dạng hình tròn, nó không có một cái chỗ điểm tựa nào để nó lựa và nó cậy được các bác nhá. Đấy, và đây cái phần khóa này thiết kế rất nhiều những cái hạt này. Đấy, cực kỳ là khó mở, khó phá luôn. Đấy, đây. Đấy, các bác chỉ việc là con này khóa không cần chìa nhé. Nếu các bác muốn khóa, các bác cho vào cái phần đĩa xe, bấm chìa vào cái, thế là xong, khóa xong. Đấy, và các bác cầm chìa đi, rất nhỏ gọn tiện lợi nhá. Mình có thể là bỏ trong túi quần, túi sách, mang đi mang lại rất ok luôn. Đấy, rất nhỏ gọn nhá, chỉ bằng khoảng tầm 2 ngón tay của em thôi. Đấy, rất nhỏ gọn luôn. 40k một cái nhá. Đấy, các bác cứ cho trực tiếp vào cái đĩa của xe mình là ok. 40k một cái. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây,
Với cái giá thành chỉ khoảng vài chục nghìn thì cái chiếc khóa chống trộm bằng cách là khóa phanh đĩa này, Linh nghĩ đây vẫn là một cái giải pháp chống trộm và cho xe máy rất là ok các bạn ạ. À, vì sao ạ? Với chiếc khóa này với thiết kế rất là nhỏ gọn, nó vô cùng tiện lợi và dễ sử dụng. Các bạn chỉ cần là đưa cái chiếc khóa phanh đĩa này vào đĩa phanh và sau đó các bạn bấm một cái là các bạn đã có thể là khóa lại trên những cái xe mà được trang bị đĩa phanh như thế này các bạn nhé. Chiếc khóa này thì nó chống cắt vì nó được làm bằng thép nguyên khối, vì vậy mà nó sẽ không bị kẻ trộm mà cắt khóa. Ngoài ra thì chiếc khóa này với cái phần thiết kế chìa khóa nhiều nấc giúp các bạn có thể là hạn chế kẻ trộm mà phá khóa của các bạn. Khi các bạn khóa chiếc khóa này vào đĩa phanh của mình thì chỉ cần là kẻ trộm có ý định sắt xe hoặc là đi xe của các bạn, nếu như các bạn tiến về phía trước thì nó sẽ bị mắc vào củ phanh giống như này, và nếu như các bạn lùi về phía sau, các bạn lùi về phía sau thì nó sẽ bị phát mắc vào phần cuộc của xe các bạn nhé, bị mắc vào phần giảm tốc phía trước của xe. Các bạn có thể quan sát. Vì vậy đây là một cái giải pháp mà chống trộm rất là tốt cho xe, đặc biệt là những bạn nào mà thường xuyên để xe ở phía bên ngoài hoặc là những cái nơi không an toàn, hay là các bạn nào mà học sinh sinh viên thì các bạn có thể lựa cho mình một chiếc khóa phanh đĩa với giá thành rất là thấp như này mà nó lại mang lại khả năng chống trộm an toàn hơn cho chiếc xe các bạn nhé. Và mỗi một cái chìa khóa này thì các bạn sẽ được hai cái chìa giống như thế này, nên là các bạn chỉ cần dùng một chìa và cất đi một chìa phòng trong trường hợp nếu như các bạn nào bị mất chìa khóa thôi. Bạn nào mua thì các bạn có thể ấn vào link ở dưới giỏ hàng nhé. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, thiết quảng cáo rất chi tiết luôn. Đấy, mô tả đó bác giới thiệu rất chi tiết rồi. 40.000 một bộ đâu nhá. 40.000 một bộ này, một bộ này sẽ gồm có là hai chìa. Đấy, dòng khóa thép đúc nguyên khối luôn, rất an toàn và bảo mật. 40k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bao tay lái xe. Lên mã thì em sẽ được cái bộ bao tay lái xe để về chuyên bác dùng để đi lái xe lái cộ rất ok luôn. Đấy, em báo giá luôn nhá. Một cái bộ bao tay lái xe này bên em đang gửi bác giá rất bình dân. Bao tay lái xe. Giá của nó sẽ là 50.000 một đôi nhá. 50k một cái đôi bao tay lái xe này. Đấy, bác nào ở miền Bắc thì đi cho nó ấm tay. Đấy, đợt này vẫn đang còn mùa đông rất là lạnh. Đấy, các bác đi cho ấm tay. Bác nào miền Nam thì đi dùng để chống nắng. Đấy, chống tiêu UV, tia cực tím, chống nắng rất tốt luôn. Bác nào miền Bắc thì giữ nhiệt, miền Nam thì chống nắng. Rất ok. Đây, thì về các bác chỉ việc đeo vào sau đó là các bác sử dụng thôi. Chuyên dùng để các bác cho các bác lái xe máy nhá, đi rừng, đi phượt, đi chơi ra. Đấy, lái xe ngoài trời nhiều. Đấy, vừa bảo vệ đôi tay các bác này, giữ ấm, giữ nhiệt, chống nắng các thứ này. Ở phần này thì nó sẽ có một cái lớp cao su chống chân trượt, nên các bác khi mà các bác cầm tay lái nó rất là thật tay đó. Và ở cái phần đầu này là cái phần đầu ra, ví dụ các bác có bấm điện thoại là các bác vẫn có thể bấm được luôn. Đấy, ví dụ như cái điện thoại cảm ứng ấy là các bác vẫn có thể dùng, các bác bấm được luôn. Đấy, vì cái phần đầu này nó bọc ra này đó, thiết kế cực kỳ đẹp, trang nhã lịch sự nhá. Đó, đây em sẽ đi cho bác cả đôi này. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, thì các bác đi, các bác kéo khóa lên cho em là xong, chắc chắn ok. Đó, về các bác dùng để lái xe là kiếc rất ok. 50k một đôi nhá. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái đôi bao tay lái xe. Đó, bên em đang gửi bác một cái đôi bao tay lái xe đẹp nha. Giá nó chỉ có 50.000 thôi. Giá rất hạt rẻ luôn. 50k một đôi nhá. 50k. Đó, giá rất bình dân. Tiện video thì em còn hai con chảo tổ ong này, hai con chảo tổ ong em thanh lý nhanh bác luôn. Giá thì em báo luôn 100.000 một cái này. Đấy, lên mã em sẽ cái chảo tổ ong thanh lý nhá. 100k. Một cái mã chảo tổ ong thanh lý này chỉ có 100.000 một cái thôi, rất chất lượng luôn. Đây. Đó, quá xịn sò. 100.000 một cái nhá. Con này đường kính của nó rơi vào là 28 cm. Đấy, về các bác dùng xào nấu bếp núc gia đình nhà mình rất ok. Đấy. Cái lòng của nó rất là rộng, 28 cm. Đấy, thiết kế dạng mặt tổ ong này. Đấy, các bác xào nấu rán riếc đây cho em ok. Thiết kế này. Đó. Tay cầm chắc chắn ok luôn, đinh tán chắc chắn lắm. Con này xài nhà bếp gia đình rất hợp lý. Và cái chắc là nhiều bác hỏi con này là có dùng bếp từ không, thì em nói luôn nhé, con này dùng bếp từ ngon lành nhá. Đấy, dùng bếp từ cho em thoải mái. Đấy, hàng chuyên dùng thì các bác dùng bếp từ rất chắc chắn, chất lượng luôn. Đó, chảo tổ ong hàng thanh lý nhá, chỉ còn có 100.000 thôi, em còn là hai con duy nhất. Đấy, hai con bán nhanh nó luôn, bác nào nhanh tay còn chậm tay hết này. 100.000 một cái nhá, chảo tổ ong hàng thanh lý, xào nấu rán nấu các thứ nhà bếp cho em rất hợp lý, chắc chắn chất lượng. 100k một cái chảo tổ ong thanh lý nha. Lên nhanh luôn bác, đó là cái cây gãi lưng. Các bác lên mã em sẽ đi cái cây gãi lưng nhá. Đấy, thì em đợt này em cũng đang giảm giá cây gãi lưng này. Giá của nó thì hiện tại bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 10.000. Đó, 10k nhá, 10k. Lên mã em sẽ cái cây gãi lưng chỉ có 10.000 thôi nhá. 10k. Đấy, 10.000 một cái cây gãi lưng này. Giá rất hạt rẻ mà rất là tiện luôn. Về những cái chỗ vị trí các bác không thể với tay các bác gãi được, các bác dùng cây này, mình có thể kéo dài ra nhá. Đấy, kéo dài ra, thu ngắn lại rất tiện dụng. Cái phần đầu của nó sẽ là cái dạng sừng. Đấy, dạng sừng. Đó, về các bác dùng gãi, vừa gãi vừa massage.
Đấy, mà gãi lưng gãi liếc rất ok. 10.000 một cái nhá, tiện cực kỳ luôn. Đó, nhỏ gọn tiện lợi, các bác để ở nhà nhà mình. Đó, mỗi lần mình ngồi xem tivi thứ là mình ngứa lưng gãi lưng ra. Đấy, thì mình dùng cái cây mình gãi này rất ok. 10k một cây gãi lưng nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái dụng cụ cạp cắt ống này. Các bác cứ lên mã em sẽ cái cạp cắt ống này. Đấy, chuyên này các bác cắt ống đồng, cắt ống kim loại rất tiện dụng luôn. Đấy, cạp cắt ống kim loại nhá. Giá em báo luôn 70.000 một cái cặp cắt ống kim loại này, 70.000 một cái, rất tiện, rất hay. Các bác không cần phải dùng điện, dùng lõm hay là máy móc có thứ lỉnh kỉnh. Đấy các bác, những cái ống đồng, ống điếc có thứ này. Đấy, nó kích cỡ nó từ ống phi 32 trở về là con này cắt thoải mái luôn. Đấy, từ ống nhỏ nhất là ống 3 cho đến ống lớn nhất là ống phi 32 nhá. Đấy, nó có kích cỡ đây này. Đấy thì con này thao tác rất là dễ thôi, các bác chỉ việc nới cái này ra. Nếu mà ống to nới ra, còn nếu mà ống nhỏ các bác thu vào xoáy cái này. Đấy, sau đó các bác đây, ví dụ như này em có một cái này. Đấy, các bác cạp nó vào đây. Cạp nó khớp nó vào. Đấy, sau đó các bác siết nó vào là cứ thế, là các bác quay thôi. Cứ thế này các bác quay. Đấy, vừa quay các bác vừa siết cho con này. Đấy, để cái lưỡi nó bấm bấm, lưỡi nó bấm vào là ok không nhá, là ok, có thế đâu. Rất tiện dụng luôn. Giá thì bình dân hạt rẻ nhá. Đấy, rất ok. Rồi. Đây này. Đấy, sau khi quay nó sẽ tạo ra cái vết này, các bác nhìn này. Đấy, tạo ra cái vết này. Đó, là các bác sử dụng ok. Giá thì em đang gửi bác là 70.000. Con này cắt ống đồng, ống kim loại rất sắc bén luôn. Cái lưỡi của nó sắc lắm, lưỡi cắt cực kỳ ngọt. Mà tiện, đỡ phải điện đó mày máy móc gì, các bác chỉ việc cầm này đi. Các bác cắt cho em. Đấy, chuyên này các bác cắt ống đồng, ống kim loại nhá. 70k một con này. Cạp cắt ống kim loại 70k một cái. Đây các bác cùng qua video này. Không cần phím, không cần điện, chỉ cần cài lên ống, vặn bằng tay là có thể cắt xuống được đó. Dù bàn có ống sắt, ống đồng hay là ống PC. Dễ và tiện. Mọi người xem đây, miếng cắt nan rất mịn và phẳng. Đây là một cái ống cắt rất là mịn và phẳng luôn nhá. Cắt rất là ngọt luôn. Cắt ống kim loại, ống đồng, ống thép, ống tiếp này cắt rất là ngon này luôn. Từ ống 3 nhá. Nhỏ nhất ống 3 cho đến ống lớn nhất ống 32. Đấy, cắt ống nhựa nó còn ngon nữa. Đấy. Không những là cắt ống kim loại, cắt ở cả ống nhựa luôn. Ống nhựa cắt rất là ngon. Đó. 70.000 một cái này. Tiếp theo thì ở đây là về một cái bộ mã này rất hay. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ cái bộ bộ V9 nhá. Bộ này mã của nó sẽ là bộ V9, em báo giá luôn. Bộ này thì sẽ có giá là 40k. Đấy, về các bác có những cái con máy khoan pin này, máy khoan điện cầm tay nhá, rất tiện dụng luôn. Các bác lắp cho em cái đầu này vào để các bác siết bu lông. Đấy, rồi là mở bu lông rất tiện dụng luôn đây. Đấy, bộ của nó sẽ gồm có là 9 cái đầu nha. Đấy, 9 cái đầu, kích cỡ của nó thì từ 5 này, 6, 7, 8, 9 này, 10, 10 này, 11, 12, 13 sẽ gồm có tổng là 9 đầu nha. Đấy, 9 đầu. Đấy, các bác nhìn những cái đầu chưa? Đầu nó chưa? Chuyên để các bác dùng để siết và mở bu lông nhá. Đấy, và cái hay của nó cái này là thiết kế cái chân của nó sẽ là cái chân lục giác. Đấy, chân 635 ấy. Về các bác cho vào những cái con máy khoan pin, máy khoan điện. Đó, các bác bắt vào để các bác siết bu lông, mở bu lông rất tiện dụng luôn. Đó thì các bác cứ lên mã xem cái bộ V9 nhá. Mã của nó sẽ là mã V9. Đấy, V9. Bên em đang gửi bác một cái bộ V9 này là 40.000 một bộ nhá. 40.000 bộ, nó sẽ gồm có là 4 cái đầu, 9 cái đầu nha. 9 cái đầu để các bác siết bu lông từ to nhỏ luôn. Có những cái đầu rất là hiếm này, đầu 5, đầu 6, đầu 7 này, những cái đầu này đã có kiếm mua lẻ rất là khó này. Đấy, như bộ này nó có luôn. Đấy, còn những cái đầu 13 thì là những cái đầu phổ thông, bác xoáy cũng khá là nhiều này. Xoáy xe đạp, xe máy này, xoáy những thiết bị dùng ok luôn. Đó. Chỉ có 40.000 thôi, rất tiện dụng về lắp vào máy khoan pin, máy khoan cầm tay là các bác chiến ngon lành luôn. Xoáy dùng để xoáy siết bu lông nhá, các nhá. Đấy, các bác cùng coi về cái sản phẩm này. Đấy, đấy, về các bác lắp vào máy khoan này. Đó, siết ngon lành luôn nhá. Đấy, siết này. Đấy, siết ngon lành luôn. Thấy không? Đấy, mở ra này, siết vào này, ngon lành luôn nhá. Rất tiện dụng. Đó, về lắp vào máy khoan là xài thôi. 40k nhá, 40k. Cái bộ mũi vít V9 nhá. Đấy. Tiếp theo lên luôn cho bác đó là cái bộ cắt móng tay ví nâu này. Các bác lên mã cho em sẽ là cái bộ cắt móng tay ví nâu nhá. Bộ này hay lắm. Về các bác xài gia đình này. Đó, rất tiện dụng luôn, mình xài được cả nhà xài luôn. Đấy, bấm móng tay này rồi là có những cái đồ ví dụ như lấy dây tai này, nặn mụn này, kìm kéo lấy da chết này. Đấy, rất tiện này. Một bộ này là giá nó chỉ có là đi 40.000 thôi. Đấy, đựng trong một chiếc ví rất đẹp nhỉ. Đấy, chắc chắn chất lượng. Đấy, hàng rất xịn sò, ok. Đấy, ví nâu nhá, ví nâu rất nhiều chi tiết, chuyên dùng được các bác làm móng, làm nail. Đấy, thời trang các thứ ra, đặc biệt là dùng cho các chị em phụ nữ thì bộ này rất là ok. Đấy, 40k nhá, 40k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bấm móng ví nâu nhá. Đấy, bộ bấm móng ví nâu này
giá của nó sẽ là đi 40.000. Chỉ có 40.000 bộ thôi, 40k một bộ, giá quá hạt rẻ bình dân. Đây quay cho bác lần nữa này, đó, bấm bông tay này, kìm cắt lấy da chết này, bên này có những cái đồ rũa giếc rồi cả nhíp này, đồ lấy dây ta này, rồi là có những cái đồ nặn mụn này, tuyệt vời luôn. Đó, còn bộ này 40.000 nhá, bộ ví nâu nhá, cứ lên mã cho đầu bộ ví nâu 40k. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái dụng cụ tay nắm cửa này. Đấy, về các bác có nhà các bác nào hay có những cái tay nắm cửa hình chữ L ấy, là các bác xài trong này ngon lành luôn. Đây. Đấy, một cái dạng tay nắm cửa về để các bác bọc cái tay nắm cửa nhà mình vào. Đấy, tránh tình trạng là va đập này, chấn thương các thứ này. Đấy. Về các bác bọc vào, thứ nhất là vừa bền cái tay nắm cửa này, thứ hai là nó bị tránh bị va đập vào trong tường. Đấy, đặc biệt là cái tường nó hay có gạch men các thứ, nó hay đập vào nó bị vỡ các thứ thì các bác mua cái này về. Đấy, nó giảm chấn thương thứ đi. Vừa là giảm bị va đập cái khóa và nó nhanh hỏng nhá. Đấy, về cứ có tay nắm chữ L là các bác cài vào trong là ok. Đấy, kích thước kích cỡ của nó là silicone co giãn này, các bác lắp hầu như tất cả các loại cửa bây giờ đều dùng được cái này luôn. Đó, tay nắm cửa silicone nhá, giá thì em báo luôn, bên em đang gửi bác giá một cái tay nắm cửa này là 15.000 một cái, chỉ có 15k thôi, 15k một cái tay nắm cửa này, 15.000 cái, giá rất hạt rẻ bình dân mà dùng hay lắm. Đây các bác cùng qua này, về cứ có tay nắm cửa chữ L là có bóc vào đây. Đấy, bọc vào đây. Đấy, ngon này cái nào luôn. Đó, đẩy cái là dính luôn, rất ok nhá, chắc chắn chất lượng lắm. Đó, về bọc vào cái tay nắm cửa chữ L là ok, 15.000 nhá, lên mã em sẽ là cái tay nắm cửa 15k một cái. Cái kìm tuốt dây thì bên em vẫn còn hàng để gửi bác nhá, em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá sẽ là 40k một cái cây kìm tuốt dây nha, 40.000 một cái thôi, chỉ 40.000. Về các bác dùng để tuốt dây tuốt giếc các thứ này rất tiện dụng luôn. Đấy, chuyên dùng cho bác anh em thợ điện này. Đấy, rồi là các bác sử dụng gia đình điện dân dụng có một con này rất tiện. Đó, các bác sẽ tuốt được các cỡ dây là từ 2.6 ly này cho đến nhỏ nhất là từ 0.6 ly cho đến lớn nhất dây là 2.6 ly nhá. Đấy, rất nhiều kích cỡ dây khác nhau này, mm AVKG này. Đấy, nói chung là nó nhiều cỡ, nhiều dây khác nhau. Đó, về các bác xài sử dụng điện dân dụng, điện gia đình ok luôn. Ngoài chức năng là tuốt dây nó còn có cả một cái chức năng là cắt dây được luôn này. Đấy, vừa tuốt dây vừa cắt dây mà nó rất là nhỏ gọn nhá. Nó chỉ vừa một cái lòng bàn tay thôi, các bác có thể bỏ túi mang đi mang lại, rất tiện dụng luôn. Nói chung là anh em thợ nên có, hoặc là gia đình các bác nên có một cái. Tuốt cực kỳ tiện luôn, chỉ cần việc cho dây đây cái giật cái ra luôn. Đấy, vỏ ra vỏ mà lõi đồng ra lõi đồng luôn. Đấy, rất ok, chắc chắn chất lượng luôn. 40.000 một cái nhá, kìm tuốt dây. Đấy, 40k một cái kìm tuốt dây nha. Tiếp theo thì lên nhanh luôn cho bác, đó là cái cây thước kẹp điện tử này. Đấy, thước kẹp điện tử nhá, em báo giá luôn một cái cây thước kẹp điện tử này, bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 100.000 nhá, 100.000, 100k cho một cái cây thước kẹp điện tử này, 100k thước kẹp điện tử nhá. Đấy, thước kẹp gem điện tử 100.000 một cây. Đó, có đi kèm một cái hộp đựng bảo vệ này. Và bên công ty thì rất là cẩn thận, có gửi kèm thêm cho bác là một viên pin dự phòng và một viên pin có tích hợp sẵn ngoài rồi. Đó, thì một chiếc thước kẹp điện tử này là 100.000 một cái. Đây, quay cho bác coi luôn. Đó, hàng của nó mới nguyên hộp luôn nhá. Chất liệu của toàn bộ của nó là bằng nhựa và carbon. Đấy, bằng nhựa và carbon nhá, rất chắc chắn chất lượng luôn. 100.000 thôi nhưng mà rất là chắc chắn nhá. Đấy, và đi kèm là một viên pin này, một chiếc hộp đi kèm. Đấy, đầy đủ một bộ luôn. Đây, về các bác dùng để kèm. Thì bắt đầu về thì các bác sử dụng là các bác rút treo cái xeo pin ra này. Đấy, rút cái xeo pin ra. Đấy, rút ra cái là nó nhảy luôn. Còn nếu mà về các bác chưa rút là nó không nhảy đâu nhá. Đấy, đóng vào là nó sẽ bị mất, nó không lên đâu. Đấy, đây. Đấy, em bấm giờ nó không lên này. Đó, giờ các bác muốn được thì các bác rút ra cái là nó hiện luôn. Đấy, thấy không? Rất ok. Con này thì các bác dùng để đo gem đo ly rất tiện dụng, mà đặc biệt là những bác nào mắt kém, các bác nhìn vào đây này, nó rất là khó nhìn thì các bác nhìn luôn vào cái màn hình như xem. Kéo đầu nó đo này luôn. Đấy, kéo đầu đo này luôn, rất tiện dụng nhá. Đó, đây. Và có một cái nút on off này, lúc nào dùng bật lên, không dùng mình tắt đi, tiết kiệm pin. Đấy, và có hai đơn vị đo là mili với inch, một đơn vị là zero xóa sạch này. Con này thì nó sẽ có phần pin của nó đây, pin của nó sẽ là pin cúc áo. Pin này thì các bác rất là dễ mua và rất là dễ dàng thay thế đâu. Đấy, và bên nhà sản xuất là có gửi kèm thêm một viên pin dự phòng nên là các bác cứ xài cho em thoải mái luôn. Đó, đây. Đấy, các bác có thể đo kẹp trên này, kẹp trên này, kẹp dưới này. Ngoài ra có một cái phần dâu nó thò ra để các bác có thể đo chiều sâu. Đấy, đo chiều sâu. Nói chung khá là tiện nha, một cây thước kẹp nha. Xài anh em thợ thuyền này, các bác sử dụng gia đình này, đo kẹp những cái đồ cần thiết này mình rất ok. Đó.
100k nhá, 100k một cái cây thước kẹp điện tử, nó có hiển thị cái màn hình điện tử trên này nó rất là ok. Các bác biết là chính xác của nó bao nhiêu để đỡ phải nhìn số đây, mà nó báo luôn trên màn hình luôn, và bác nào mắt kém nhìn vào cái màn hình nó rất là dễ nhìn này, số to rõ ràng ok. Đấy mà nó chính xác chuẩn xác nhá. Đấy, chuẩn xác từng mm một luôn. Đó. À, 100k một cái nhá, thước kẹp điện tử mới nguyên hộp nha, rất chắc chắn. Cái này bên em bán khá là nhiều, giá hợp lý mà sản phẩm dùng chất lượng ạ. Luôn lên mã giúp em sẽ là cái túi gian con nhiệt 162 ống nhá. Đấy, 162 ống, giá của nó sẽ là 20k nhá, 20k một cái túi gian con nhiệt 162 ống như này. Cái này thì nó sẽ chia ra làm từng túi một nhá. Đấy, từng túi một, nghĩa là nó nhiều cỡ, nhiều cỡ, và nó sẽ chia từng túi một với từng cỡ khác nhau đây. Đấy, ví dụ như là một túi này, cỡ này chắc của nó cỡ 1 ly này. Đấy, rồi là cái loại này chắc là tầm 5 ly này. Đấy, 5 ly rồi là 6 ly, 7 ly, 8 ly, 9 ly. Đấy, nói chung là nó cũng khá là nhiều cỡ khác nhau các bạn, và nhiều ống khác nhau nhá. Đấy thì 162 ống nhá. Đấy, 100 em ngồi đếm là một túi này là 162 ống khác nhau này. Đó, và cái hay của cái túi này là nó rất nhiều màu khác nhau. Để về tiện cho việc là các bác có thể đánh dấu dây nhá, đánh dấu dây, ví dụ là dây màu này là dây dương hoặc dây âm các thứ, hoặc là dây nóng dây lạnh các thứ ra để về các bác đánh dấu nhá, rất là tiện dụng luôn. Mà giá nó cũng chỉ có cao một chút thôi, mà 20.000 một túi như này là 162 ống nhá. Đấy, 162 ống, giá sẽ là 20k một túi nhá, giá rất bình dân hạt rẻ thôi. Về các bác xài, nói chung nếu mà các bác xài gia đình thì chắc là phải vài năm mới hết một túi này, còn nếu mà anh em thợ thuyền xài bộ này cũng rất là tiện, giá nó hạt rẻ bình dân. Đấy, mua về các bác xài chưa. Đó, túi ống gian con nhiệt nhá. Đấy, dòng này là dòng gian con nhiệt nhá. Đấy, gian con nhiệt 20k một túi này là 162 ống nhá. À, rất nhiều kích cỡ khác nhau đã chia ra từng túi một nha, làm về các bác bóc ra là xài thôi. Đấy, nó phân chia từng túi một rồi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái phích cắm chịu tải công suất 3000W này, hàng của Hinoki nhá. Đấy, Hinoki thì nó là công ty của Việt Nam. Đấy, nhưng mà nó chịu trách nhiệm dưới sự giám sát của Nhật cũng nhá, rất xịn sò luôn. Đấy, hàng made in Việt Nam, Hinoki. Đó. Con này chịu tải công suất lên đến là 3000W nhá. Đấy, chuyên dùng cho những cái dòng thiết bị nó công suất lớn, công suất lớn đây. Đấy, phích cắm siêu chịu tải này 3000W, hàng của thương hiệu Hinoki này. Đấy, an toàn là trên hết nhá, mua một lần dùng một đời. Đấy, cái thiết bị điện mà của công ty Hinoki này bên em bán rất là nhiều những cái sản phẩm của công ty này, hàng cực kỳ chất lượng luôn, dùng rất thích nhá. Đây, đấy, nó thiết kế rất chắc chắn luôn này, cái phần đầu đồng này rất to, bản rất to chắc chắn luôn, ốc yếu các thứ này. Đấy, thiết kế rất là đẹp nhá, có cả cái phần chống gập gãy dây rất ok. Đó, đây đặc điểm nổi bật này, thân phích được làm bằng nhựa chuyên dụng này, dùng cho thiết bị điện chống vỡ này, chịu nhiệt này, chống giò điện này. Đấy, chân phích làm bằng đồng này, chất lượng cao, dẫn điện tốt, không phóng điện này, siêu bền, không gì xét nhá. Đấy, sản phẩm chuyên dụng cho các thiết bị công suất lớn lên đến là 3000W nhá. Đấy, 3000W. Đấy, các bác những cái thiết bị nào nó dùng những cái con motor với các thứ giờ dùng những cái công suất nó lớn. Đấy, các bác hay cắm những cái dòng phích nhỏ là nó hay bị chảy phích các thứ giờ. Đấy, các bác mua trang phích này về các bác thay rất chắc chắn luôn. Đấy, về các bác thay cho nó ok. Lên mã thì em sẽ là cái phích cắm màu cam nhá. Phích cắm màu cam chịu tải là 3000W nhá. Giá của nó thì em bán rẻ thôi. Giá của nó em đã gửi bác giá sẽ là 10k một cáo nhá. 10.000 một cái phích cắm màu cam công suất 3000W nha. Đấy, cứ lên mã em ra cái phích cắm màu cam cho nó dễ không nhá. Đấy, màu cam đó, 3000W, chỉ có 10.000 một cái thôi. Về các bác chuyên dùng để sử dụng những thiết bị chịu tải cao công suất lên đến 3000W nha. Đó, tiếp theo thì về thêm cho bác cũng đó là cái dòng đồ điện của Hinoki này. Đấy, Hinoki đây. Đây, đấy, Hinoki con này là cái công tắc nhót nhá. Đấy, công tắc nhót. Đấy, hàng của Hinoki thì các bác yên tâm về chất lượng và cái độ hoàn thiện của cái sản phẩm Hinoki rất chắc chắn luôn. Đấy, công tắc nhót nhưng mà em cầm, nhưng mà so với cái dòng công tắc cỏ các bác mua ngoài thị trường cũng là công tắc nhót luôn, nhưng mà ngoài thị trường không phải là nó chắc chắn này. Đấy, các bác nghe tiếng kêu phích này của cái công tắc này rất sướng luôn, bấm cực kỳ thích. Đấy, nó có độ đàn hồi, bấm rất thích và nó rất là chắc chắn. Chân của nó sẽ là chân đồng luôn nhá. Đấy, chân là chân đồng mà thiết kế cái nhựa nó rất là dày. Đó, về các bác xài sử dụng nhá, bật tắt công tắc bóng đèn cũng như các thứ rất ok luôn. Đó, con này thì 5A 250V. Đó, về các bác xoáy hai cái ốc này ra đấu dây và là xài thôi. Đấy, công tắc nhót nhá, cứ lên mã giúp em sẽ là cái công tắc nhót của Hinoki. Đấy, bên em sẽ bán nó combo một lần là 3 cái, giá sẽ là 20.000 cho 3 cái nè. Đấy, công tắc nhót nhá, 20.000 3 cái công tắc nhót nhá, giá rất hạt rẻ luôn. Đấy,
Tiếp theo đó là cái phích cắm điện âm. Đấy, phích cắm điện âm. Phích cắm điện âm này thì cũng sẽ có giá là 20.000 cho ba cái phích cắm âm nha. Đấy, cứ lên mã em sẽ cái phích âm nhá. Đấy, phích âm 20.000 ba cái phích âm. Về các bác xài sử dụng rất ok luôn. Đấy, bình thường là các bác đấu thiết bị là các bác ví dụ như là nó có một cái thiết bị mà nó đã sẵn có sẵn cái phích cắm này rồi. Nếu mà các bác mà nhiều khi là nó bị liền. Đấy, mà nó liền thì các bác là cứ phải cắt ra các bác đấu dây lại thì nó rất là lãng phí, thì nó lại bị mất cái độ zin của sản phẩm đi. Đấy, thay vì như thế thì các bác mua cái này về, các bác chỉ việc là đấu dây ở cái đầu nguồn đằng này thôi, còn cái đầu này là các bác không phải cắt dây đấu nào cả, các bác chỉ việc cắm hai cái vào nhau. Đó, cắm hai cái vào nhau là các bác xài. Đấy, phích cắm rất chặt và rất là ngậm luôn. Đó, con phích âm thì rất tiện này. Đó, về các bác xài sử dụng nhá. Đó, cắm các thiết bị nhà mình đỡ phải cắt dây giết gì, chỉ việc đấu phích này vào, sau đó là đấu vào nguồn điện là các bác phập vào là xong thôi. Đó, phích âm nhá, cứ lên mạng em sẽ là phích âm combo ba cái. Đấy, bán một lần ba cái nhá, giá sẽ là 20.000 ba cái. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái này là cái ổ điện cũng của công ty Hinoki này. Hinoki này em bán nó khá nhiều sản phẩm, thì nói chung là cái hàng của Hinoki này thì nó rất là chất lượng, dùng ok, mà hàng lại của Việt Nam đấy thì mình ủng hộ được là cái tốt các bạn, vì hàng của Việt Nam mà. Đấy, nên mình ủng hộ người Việt dùng hàng Việt đó. Phích cắm ổ cắm chịu tải liền dây này. Đấy, 32 250 V nhá. Đó, con này nó chịu tải được công suất là lên đến là 30A nhá. Đấy, 30A. Đấy, các bác nào muốn một cái con ổ hàng chịu tải cao thì các bác mua trong con ổ này. Đấy, sản phẩm chuyên dụng cho các thiết bị công suất lớn này. Đấy, thì các bác dùng cho em ổ này rất ok luôn. Đây này, đấy, tem kiểm định chất lượng rất ok luôn này. Đây, đó, 6.000W nhá. Đấy, 6.000W, max là 30A 220V. Đó, made in Việt Nam, hàng của công ty Hinoki. Đó, Hinoki. Con này thì ổ này sẽ gồm có là 1 2 3 4 5 6 lỗ nhá. 6 lỗ và nó sẽ có một cái đèn báo luôn. Và sợi dây đi kèm. Dây là nó cũng sẽ đúc liền với ổ với dây luôn. Đây. Đấy, có cả dây phích này, phích của nó cũng là phích đúc luôn này, rất chắc chắn nhá. Dây thì rất là mềm. Dây mềm lắm, dây dùng mềm dùng thích đó. Về các bác cắm ví dụ như những cái thiết bị điện công suất lớn, máy móc, máy hàn máy hiếc này. Rồi là nồi lẩu này, máy bơm motor này. Đấy, các bác cắm con này cho em rất ok. Hàng toàn bộ là hàng chân đồng 100% luôn, chắc chắn chất lượng lắm, cắm thích lắm. Con này nhà em đang xài nó bền chất lượng. Đây này, thông số kỹ thuật này, vỏ cao cấp chống vỡ này, lõi sứ chịu nhiệt này, cực đồng đúc này, kẹp sắt tăng lực kẹp này, vỏ ngoài chống vỡ là mặt ổ chống cháy này, không mối hàn. Đó, rất ok, chịu tải công suất lớn 6.000W nhá. Cứ lên mã giúp xem cái này thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U6 nhá, ổ điện U6. U6 nhá, U6. Mã của nó sẽ là mã U6 nhá. Mã ổ U6, giá của nó thì em báo luôn. Bao tiền nhỉ? 120k. Đấy, 120.000 một cái ổ này. Chỉ 120.000 thôi. Đó, 120k một cái ổ điện, mã sẽ là mã ổ U6 nhá. U6 hàng mới tinh của công ty Hinoki. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao. Mua một lần dùng cả đời luôn. Đó, rất ok, chắc chắn chất lượng U6 này. Đây, các bác cùng ngắm lại em nó, rất chắc chắn luôn, hàng chất lượng lắm, cầm nặng trịch, cầm cái ổ rất nặng luôn, mắc 6.000W nhá. Đó, rồi, ổ điện mã U6 nhá, U6 120.000 một ổ này. Em lên luôn cho bác đó là sản phẩm dầu gió hàng sách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy, hàng chuẩn của Singapore, rất xịn sò, ok. Đấy, rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy, các bác đau nhức xương khớp các thứ ra. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này. Đấy. Made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy, LA USA này, thấy không? Đó, rất ok luôn. Dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24 ml nhá, 24 ml. Đấy, hàng các bác nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em, yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy, có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy hướng dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng hai nắp nhá. Đấy, hàng hai nắp thì cái hàng hai nắp này thì để chống chỉ định là lại tại sao nó dùng xài cái hai nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được ạ. Trẻ con nó không mở được vì đôi khi là
cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm đấy, cay mắt rất khó chịu đấy. Thì tại sao làm hàng hai nắp thế, để an toàn là không, trẻ con không bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng hai nắp này, các bác ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra đấy, là các bác sẽ xoáy được nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được, có thế không, ấn chặt vào chưa, ấn chặt vào đấy là khớp vào là sẽ xoáy được đấy, mùi rất thơm luôn đấy, chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây hàng chuẩn hai nắp luôn nhá, rất xịn sò. Các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok đấy, là sẽ khớp vào rất thơm. Một chai này là dung tích là 24 ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn đấy, hàng đết rất dài nhá. Một chai này là 24 ml đấy, đây mã của nó là 24 ml này, 24 ml. Rồi lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Đấy, bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá, 50k một chai dầu gió Singapore này, rất xịn sò ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá, vẫn còn nguyên siêu, gửi tay bác luôn vẫn nguyên siêu. Đấy, nhận hàng các bác cứ kiểm tra bóc ra test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái kẹo chuột này. Nhiều bác hỏi cái kẹo chuột của Thái quá thì đây. Đấy, tiếp tục hàng hôm nay lại về nhá, dòng kẹo chuột của Thái dùng cực kỳ hay luôn. Đấy, về các bác nào nhà hay lắm chuột tày thì các bác dùng cái kẹo này, các bác cứ giải ra đấy là chuột nó ăn vào là đi thôi, thế thôi. Đấy, dòng kẹo chuột 100% của Thái nhá, rất xịn. Đây nó là dạng viên nhá, dạng viên kẹo nhà này. Đấy, dạng viên kẹo màu hồng nha, thì về các bác cứ thế bóc ra, sau đó các bác đổ trực tiếp vào những cái chỗ mà đường đi lối lại này, rồi những cái chỗ hàng chuột hàng kia thứ là dầu này thì cứ ăn là đi thôi, ăn là đi thôi, nó cực kỳ nhạy luôn nhá. Đấy, cực kỳ nhạy luôn. Đấy, một túi này của nó trọng lượng là đi 80 gram. Đấy, rất là nhiều nhá, một túi to nhiều lắm đó, dùng thoải mái luôn. Lên mã em sẽ là cái túi kẹo chuột của Thái nhá. Đấy, kẹo chuột của Thái bên em thì đang bán giá bình dân thôi, 30k nhá, 30k cho một cái túi kẹo chuột, kẹo đánh chuột của Thái này. Các bác cứ lên mã như em sẽ là thuốc chuột hoặc là kẹo chuột đều được. Đấy, thuốc chuột là kẹo chuột đều được. Bên em đang gửi bác là 30k nhá. 30k cho một cái hộp thuốc chuột, kẹo chuột nha. Đấy, 30k một hộp thôi nhá. Đó, thuốc chuột. Lên nhanh cho bác một số cái mã hàng đồ kim khí trong cái dịp đầu năm để các bác mua về xài sử dụng này. Anh em thợ thuyền này dùng này, ok này. Đấy. Đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái búa này, cái búa lùn. Đấy, búa lùn nhá, búa lùn hàng của Fugu của Nhật này. Đấy, em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái búa lùn của Nhật này với giá sẽ là 40k. Đây các bác đợi chút em lấy cái thước đo các bác. Búa này thì nó rất là vừa tay. Đấy, các bác cầm để đóng nhổ đinh ok luôn, một đầu đóng này, một đầu nhổ đinh này. Hàng của thương hiệu Fugu. Đấy, Japan nhá, Fugu Japan. Đó, con này thì cái phần chiều dài chiều ngang sẽ đo bác luôn. Chiều dài của nó sẽ là vào là 15 cm. Phần bản ngang búa của nó vào là 10 nhá các bác nhá. 10 sẽ gồm có là một đầu đóng đinh, một đầu nhổ đinh. Hàng của nó sẽ đúc liền thân luôn. Đấy. Tay cầm thì có bọc nhựa. Đấy, chống trơn trượt. Đấy, các bác cầm gõ đóng này rồi là nhổ đinh cho em rất ok, nó nhất là rất là nhỏ gọn, mình tiện cho việc mang đi mang lại rất là hay. Đấy, rồi là các bác xài sử dụng gia đình này. Đấy, gõ những cái đồ nhỏ nhẹ lặt vặt các thứ cũng rất là ok, rất nhỏ gọn dễ sử dụng nhá. Lên mã thì em sẽ là cái búa lùn, giá này bình dân thôi, 40.000 một cây nhá, 40.000 một cái cây búa lùn này, giá quá hạt rẻ luôn, 40k một cây nhá, búa lùn. Đấy, búa lùn em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái kìm mỏ nhọn này. Nhiều bác hỏi em cái mã kìm mỏ nhọn này mình đang có hàng không, thì đây hôm nay về bác một ít cái mã hàng kìm mỏ nhọn rất xịn sò, hàng mã hàng kìm mỏ nhọn của Nhật nhá. Đấy, mã hàng kìm mỏ nhọn của Nhật này, đây đấy, đây vẫn còn nguyên cái dấu chữ mộc của Nhật này. Đấy, FO 260 Japan có nhá. Đấy, đây có nhìn kỹ này. Đấy, FO 260 Japan, nó có chữ Nhật nhưng mà nó hơi màu chút thôi, tại vì nó là hàng bãi, nhưng mà bãi này thì là hàng bãi mới, bãi tuyển luôn các bạn, bãi mới bãi tuyển luôn đấy. Đấy, hầu như là hàng chưa qua sử dụng luôn, rất xịn sò ok luôn. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một cây này với giá sẽ là 40.000 một cây nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái cây kìm mỏ nhọn này. Đấy, cây kìm mỏ nhọn nhá, 40.000 một cây. Đây em sẽ đo cho bác về cái phần kích thước chiều dài thứ này, có là đi cái phần tổng chiều dài của nó rơi vào là 20, cái phần mũi nhọn này của nó rơi vào khoảng tầm là đi 4 cm nhá. Đấy, 4 cm. Đấy, nó khá là dài, các bác dùng để về các bác kẹp những cái đồ mỏ nhọn các thứ rồi. Đấy, rất là ok. Đấy, kìm rất là trơn tru ngon lành nhá. Lên mã giúp xem sẽ là cái cây kìm mỏ nhọn của Nhật, hàng bãi Nhật nhá. Đang gửi bác là một cái cây kìm mỏ nhọn hàng bãi Nhật nha, với giá sẽ là 40.000 một cây nhá, 40k một cây thôi, giá quá hạt rẻ luôn. Đấy, các bác mua về con này ngoài chức năng là kẹp đầu nhọn này thì các bác có thể là kẹp một cái đầu trong này, hoặc các bác có thể cắt dây được luôn. Đây nó có cái phần lưỡi thép cắt dây này. Dòng thép Nhật này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, cực kỳ ok luôn. Đấy, hàng bãi nhưng rất là xịn sò nhá.
40k một cây. Lên mã giúp cho em sẽ là kìm mỏ nhọn nhá, 40k một cây nha. Đây, kính lúp hàng vừa về để phục vụ các bác này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là kính lúp có đèn báo nhá, kính lúp có đèn báo em báo giá luôn. 50.000 một cái kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, thì con này nó sẽ có tích hợp cả cái đèn báo. Thì về khi mà các bác xài muốn xài cái đèn báo này thì về các bác lắp cho em là 3 viên pin nữa nhá. Nhớ giúp em là 3 viên pin con thỏ, cái pin cái pin 1.5V 3 chữ A, các bác lắp cho em 3 viên pin vào nhá. Đấy, 3 viên pin vào. Đấy là các bác xài thôi. Cái này thì bên em bán chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin đâu. Thì về các bác tự mua pin lắp vào. Cái giá này là giá chỉ có nguyên kính không thôi, không kèm pin. Đấy, nhớ giúp em là chỉ nguyên kính không, không kèm pin nhá. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác bảo là không thấy pin đâu. Thì em báo luôn là bán chỉ có nguyên kính không thôi, giá của nó sẽ là 50.000. Thì đây nó có đèn báo chợ sáng này. Đó, thấy không? Nó có cả một cái đèn chợ sáng. Đấy, ở đây nó công tắc nhá. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì các bác tắt đi, rất ok luôn. Đấy, rất tiện dụng là nó có tích hợp cả cái công tắc ở đây. Đấy, con này là nó có cả hai đèn luôn. À, hai kính luôn, một kính nhỏ này và một kính to này. Và kính này thì nhìn cực kỳ rõ luôn. Đây. Để em soi bác coi này. Đấy, kính nhìn rõ lắm. Đây này. Đấy, kính nhìn rõ cực kỳ luôn. Đây để em test cho bác coi nhá. Cái này nó phải lấy nét là cái điện thoại cơ. Đấy, lấy nét là cái điện thoại cơ thì nhìn nó mới ok được. Cái này là do cái điện thoại chứ còn bình thường các bác nhìn ở mắt ngoài là rất là rõ luôn đấy. Đấy. Đây em sẽ test bác coi này. Đấy đây. Dí với cái là nét cứng luôn nhá. Đó đây bỏ ra tái chữ nhỏ tí này. Đó đây không? Nét ok luôn. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng các bác nhá. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng. Và con này rất là hay, nó có cái đèn báo này em tắt đi này. À, cái đèn chợ sáng này. Tay cái tối om nhá, bật lên cái này. Đấy, đấy, khi mà ví dụ như là những cái lúc mà trời tối các bác muốn soi chét những cái đồ các thứ của mình, đấy là nó có một thêm những cái đèn chợ sáng này, ba đèn luôn là nó hỗ trợ các bác soi sáng các thứ, giờ để các bác soi cái kính lúp này vào rất ok. Đấy, soi vào những cái đồ vật thiết bị thứ nhà mình là rất ok luôn. Giá thì em báo giá luôn 50k nhá, 50k thì vẫn giá bình ổn bác luôn từ bữa trước đến giờ. Đấy, vẫn là 50.000 nhá. Lên mã em sẽ là kính lúp có đèn chợ sáng nhá, kính lúp có đèn chợ sáng thì giá sẽ là 50k. Và em báo luôn là kính này là giá này là không có kèm pin nhá, về là các bác tự mua pin lắp nhá. Còn bên em bán là chỉ nguyên kính không thôi, là 50.000 cho một chiếc kính lúp nhá, có đèn trợ sáng nhá, và hai kính này luôn, hai kính, một kính to kính nhỏ luôn, là 50k một chiếc nhá, kính lúp có đèn báo. Sản phẩm tiếp theo thì đây, tiếp tục về cái mã hàng đó là cái cân móc điện tử. Em báo giá luôn, lên mã em sẽ là cân móc điện tử, mã của nó sẽ là mã cân C1 nhá, mã cân C1. Các bác cứ gọi giúp em là mã là cân C1 hoặc là cân móc điện tử. Đấy, thì giá của nó em báo luôn là 60.000 một cái cân móc điện tử này. Cái này về các bác đi chợ đi búa này, đi câu này, đi cân đi kẹo rất tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Hàng của nó thì mới nguyên hộp nha, hàng mới nguyên hộp. Đi kèm sẽ có cả pin các bác luôn, về các bác lắp pin vào là xài thôi, rất là dễ dùng sử dụng nhá. Thì về các bác mở cho em cái nắp ở lần sau lưng này, lắp cho em hai viên pin tiểu vào. Đấy, lắp hai viên pin tiểu 3 chữ A vào, sau đó là các bác bật cân lên này, on này. Đấy, con này nó có cả cái đèn sáng luôn nhá, có cả đèn sáng luôn. Đấy, để ví dụ như là các bác hay cân trong buổi tối, là ví dụ như là trong trường hợp buổi tối là các bác vẫn có thể nhìn thoải mái luôn nhá. Đấy, buổi tối vẫn có thể nhìn thấy màn hình cân thoải mái luôn, vì nó có đèn trợ sáng ở cái cân này, ở cái mặt cân này luôn này, hiển thị đây nhá, thông số to rõ ràng. Và cân điện tử thì rất là chính xác luôn. Đấy, chính xác từng gam từng lạng một các nhá. Đấy, thì ở đây nó sẽ có là ba cái nút này. Tút taria là cái nút xóa sạch này, on off là bật tắt này. Đấy, tắt đi này, bật lên này. Mod này thì các bác điều chỉnh các chế độ cân khác nhau. Ở đây thì em đang để là kilogram. Các bác có thể điều chỉnh về là LB này, zin này, rồi là OZ. Mấy cái này thì em cũng không rõ lắm, nhưng mà chủ yếu Việt Nam mình thì hai cân kilogram thôi. Đấy là vẫn là phổ thông nhất thôi. Đấy, thì ở đây về thì các bác rút xem này lên. Đấy, lấy cái móc này ra. Đấy, sau đó các bác móc vào những cái đồ các bác cần cân. Đấy, ví dụ như là em đang cân một cái võng ở trại này. Đấy, thì các bác móc vào cái đồ các bác cần cân nhá. Đây nó có một sẵn một cái móc này. Đây em sẽ cân cho bác coi nhá. Đấy, sau đó các bác treo lên nha. Đấy, các bác cầm nó lên nha. Đấy, đây em đang cân thực tế đây. Đó. Và khi mà cân xong thì các bác bỏ ra thoải mái luôn. Và nó đặc hay của cái sản phẩm này là khi mà cân xong là nó sẽ nhớ luôn cái số cân ở trên này luôn. Đấy, hiện tại đang là 625 kg. Đấy, 0,625 kg tương đương với lại là 625 gram này. Đấy, nó sẽ hiển thị cái số cân nhớ ở đây luôn.
Nếu mà các bác muốn xóa cái dấu vết này đi, các bác bấm cho em nút Taria. Đấy thì nó sẽ xóa về mo là 00. Đấy, và ví dụ đây em cân tiếp này. Đây em cân cái này nhẹ nhẹ này. Đấy các bác móc vào. Đấy, sau đó một tay các bác cầm vào đây. Đó, và các bác giữ yên một chút, nó sẽ hiện lên chữ lock này, nó sẽ khóa lại. Đấy, và hiện tại đây em báo luôn này. 0,085 kg tương đương với là 85 gram đấy. Đấy thì đây nó sẽ hiển thị toàn bộ cái thông số ở trên cái màn hình hiển thị luôn, rất là dễ dàng sử dụng nhá, và nó nhớ được cả cái số cân luôn, nên là rất là tiện các bác. Nhiều khi ví dụ các bác cân xong các bác mà nói chuyện hạn, chẳng may là các bác quên không nhớ, nhưng mà cái cân này nó sẽ thay cho các bác là nó sẽ nhớ luôn số cân, trừ khi để các bác bấm cái nút này thì nó sẽ mất đi, còn nếu không các bác cứ để đó là nó sẽ nhớ cái số cân của bác luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì giá em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái nhá. Đấy, 60.000 một cái, các bác cứ lên mã nha, sẽ là cân móc điện tử. À, hay còn gọi là cân móc cân C1 các nhá. Cân mã sẽ là C1, giá em đang gửi bác là 60.000 một cái cân nha. 60.000 một cái. Và con này khi mà các bác cân tối đa lên đến được là 50 kg nhá. Đấy, cân tối đa lên đến được là 50 cân. Đó, rất ok, và cân từng gram từng lạng một luôn. Đấy, và cân tối đa là lên đến được là 50 kg, thiết kế rất chắc chắn luôn này. Đấy, có phần móc đeo. Đấy, và đây các bác có thể xách vào tay, rồi ở đây cái phần móc đồ vào này, rất ok luôn. Giá bình dân thôi, 60.000 một cái nhá, có màn hình hiển thị điện tử ở trên luôn. 60.000 một cái cân móc điện tử hay còn gọi là cân móc C1 nhá. 60.000 một cái, rất ok. Đấy, vừa quay chi tiết bác rồi. Sản phẩm tiếp theo thì cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đó là cái bộ sạc pin 18650. Đấy, lúc nào số tuy nhiên thì có những cái mã hàng rất là độc đáo nha. Để gửi bác này. Đó. Lên mã em sẽ là cái bộ mà sạc pin 18650. Giá với em là gửi bác thì giá rất tốt luôn, giá gần như là giá tốt nhất thị trường luôn rồi. 60.000 một bộ này. Đấy, một bộ này thì khi mà các bác sạc thì sẽ được một cùng một lúc sạc được là 4 viên nhá, và nó sẽ có hiển thị đèn báo ở trên luôn, rất ok. Con này thì nó sử dụng cái nguồn vào thì cái nguồn nó rất là phổ thông và dễ kiếm, dễ dùng. Đây, input của nó sẽ là DC 5V 1 đến 3, và output ra của nó sẽ là DC 4.2V 1000 mAh. Đó, khi mà các bác xài, các bác sạc cho những cái dạng pin 18650 thì rất là chuẩn chỉ rồi. Đấy, chuyên dùng để sạc cho pin 18650 nhá. Đấy, thì về các bác có những cái cục sạc điện thoại như này. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc Samsung bên em đang bán này. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 một cục nhá. Đấy, con này thì cái nguồn ra của nó sẽ là 5.0V. Đấy, tương đương với là 2A. Đấy, thì nó rất là phù hợp với lại cái sạc rồi. Thì các bác có thể mua kèm thêm cái cục sạc này. Đấy, thì đây em lấy ra quay mẫu các bác này. Thì về các bác cắm vào đây. Đó, nó là cái cổng kết nối USB mà. Đấy, cổng kết nối USB. Các bác cắm vào đây. Sau đó các bác cắm trực tiếp nguồn 220. Thì khi mà cắm vào nó sẽ lên đèn báo luôn nhé các bác nhá. Nó lên đèn báo luôn. Và đây em lấy cho bác mấy cái viên pin thì em cũng đang bán luôn này. Pin 18650 em đang bán đây. Pin này thì hiện tại anh em đang bán là 20.000 một viên nhá, nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin. Đấy, còn bên em là còn các bác có pin rồi thì không cần. Đấy, còn cái này thì em bán vừa bán cả sạc vừa bán cả pin. Đấy thì em sẽ lắp vào cho bác coi. Đấy, thì ở đây em lắp 3 quả thôi, còn một quả em để lại để quay cho bác luôn này. Thì khi mà các bác lắp 3 quả vào đây thì những chỗ nào lắp thì nó sẽ báo đèn đỏ, tức là đang sạc nhá. Và khi mà các bác sạc đầy thì nó sẽ nhảy lên đèn xanh như này. Đấy, ví dụ như là chỗ này hiện tại đang là đèn xanh nhá, em sẽ lắp nốt cái quả còn lại vào này. Đấy, lắp nốt quả còn lại vào nhá. Đó, các bạn thấy không? Toàn bộ sẽ báo đèn đỏ hết luôn. Đấy, còn đây ví dụ em tháo đồng quả này. Đấy thì hiện tại đang báo đèn xanh, tức là pin đã đầy và nó sẽ tự động nó ngắt nhá, rất là thông minh luôn. Đây, tháo viên thứ hai này, xanh luôn này. Tháo viên thứ ba xanh luôn, rất ok. Đấy, và các bác có thể sạc cùng lúc được là 4 viên, hoặc các bác có thể sạc một viên một cũng được, tùy nhu cầu nhá. Rất là tiện dụng luôn. Đấy thì cái con này nó rất là dễ xài, và cái nguồn của nó rất là phổ thông, nguồn của nó sẽ là cái nguồn 5V 2A, tức là về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác có thể cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại để các bác xài cho cái sạc này rồi. Còn nếu mà các bác không có cái sạc đấy thì mình có thể mua thêm. Thì bên em đang bán là cái cục sạc Samsung 5V 2A, thì cái cục sạc này bên em đang bán giá là 30.000 một cục. Đấy các bác nhá, 30.000 một cục sạc Samsung 2A này, để về các bác có thể cắm cho cái sạc pin 18650 này để các bác sạc này. Còn nếu mà các bác có cái cổng USB rồi thì về các bác cứ cắm vào cổng USB thì mình sẽ xài. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin thì bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 như này, giá của nó sẽ là 20.000 một viên không nhá. Đấy, 20.000 một viên, thì cái này nó dùng khá là nhiều việc này. Đấy, dùng lắp vào những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này nó chung cái pin này nó dùng rất là nhiều, bây giờ hầu như toàn dùng cái pin này thôi. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một viên này là 20.000 nhá, một viên này là 20.000.
còn sạc nguyên sạc không. Đấy, nguyên sạc nguyên cái bộ sạc pin 4 viên này, sạc pin 18650 4 viên này là 60.000. Đấy các bác nhá, 60.000 một bộ sạc pin 18650. Đấy là về, đấy là các bác nhu cầu về những cái mã nào các bác nhá. Đấy còn cục sạc đi cùng đi kèm có thể cắm chung với lại cái củ này là 30.000 các bác nhá. Đây tiếp theo thì lên luôn cho các bác cái mã hàng đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn bên em gửi bác là 90.000 một viên, 90.000 một cái một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mạng em sẽ là chuột không dây đây, em ghi giá này rồi, 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp nhà nhá. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các bác nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật cho em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con Bluetooth này, đây cái con cổng USB Bluetooth và cái con chuột này nó sẽ link, tự link với nhau và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện luôn nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này em vừa quay này. Đấy, cái nguồn cục này là cục 5V 2A này. Các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 nhá. Các bác cứ lên mã nha, cho cái cục sạc Samsung. Đấy thì đang bán là 30.000 thì các bác có thể cắm vào đây và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu vướng víu này. Đấy, rồi là nó nó không thẩm mỹ cái thứ giờ dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều, dây dặn nó lằng nhằng. Đấy thì các bác mua cho em con này về không cần vì dây dặn gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá, còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi là tự động là nó sẽ link với nhau nhá. Đây cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm đó. Thì gửi bác là 90.000 nhá, các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây. Đấy, 90.000 một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục link như này này. Đấy, thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái nó sẽ tự động link với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác gì thôi. Đây, thì em gì cho bác coi này. Đấy các bác nhìn này, chuột này. Đấy chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đây vào chuông này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây vào kênh của nhà em này. Đấy bấm ngon lành, các bác nhìn cái con chuột em gì chưa? Đây con chuột em gì này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh nhà em đây các bác nhá. Đấy các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy các bác nhìn cái con chuột này em đang gì này. Đấy con chuột đang chạy nhá, là tay đang gì đây. Đây tay đang gì đây. Đấy tay đang gì đây. Đấy gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này. Đấy thấy không? Đây. Đó rất là tiện dụng luôn nhá, không cần phải dây dạ gì hàng nhàng nhá. Mà nó cực kỳ dễ dùng luôn, người lớn, người già, trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính và chuột thì các bác bật cho em về on. Đấy cứ thế là dùng và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này, nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 cho đến 15 ngày. Cho đến 1 tháng các bác phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ trâu bò luôn. Bảo hành cho bác luôn. Nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo anh em nhé. Đấy, bảo hành cho bác pin luôn. Vì anh em dùng thực tế đây, anh em dùng 2-3 con liền đây. Đấy, đây kìa. Đấy đây không. Rất ok nhá. Không cần phải dây dợ gì nhờ. Đấy, các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây các bác nhìn này, lướt này, lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy đây không. Đây đang lăn này, tay em đang lăn này. Đấy, mất mượt mà ngon lành nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá, 90.000 một cái con chuột không dây này, 90.000 một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này, lấy cái con USB này cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây.
Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy, cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy, và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn các nhá, rất ok luôn. Đấy, 90.000 một con chuột không dây các bác nhá. Lấy cứ lên mã cho em sẽ là chuột không dây 90k một con. À, tiếp theo thì em về tiếp cho bác cái mã gen con nhật này. Nhiều bác cứ hỏi là cái gen con nhật bên em có bán lẻ hay là bán kiểu dạng ít ít một không, thì nhiều khi các bác là dùng không hết. Đấy, thì đây bên em sẽ bán theo một cái bó nhỏ nhỏ này là 10.000 một bó nhá, 10.000 bó. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là một cái combo một bó gen con nhật này. Một cái bó này của nó sẽ gồm có là 5 sợi nhá. Đây này, thì em đã cắt sẵn ra đấy và gói nhỏ nhỏ thành một bó này. Đấy, của nó sẽ là 5 sợi nhá. 5 sợi từ to nhỏ này. 1 sợi, 2 sợi, 3 sợi, 4 sợi, 5 sợi nhá. 5 sợi là từ 1 ly nhá. Sợi nhỏ nhất của nó sẽ là 1 ly cho đến sợi lớn nhất của nó sẽ là sợi 5 ly nhá. Cái này là dòng gen co nhiệt nhá các bác nhá. Khi mà các bác hơ lửa hoặc là kho nhiệt thì nó sẽ co vào các bác nhá. Thay kiểu dạng băng dính điện các thứ ra thì các bác chuyển sang dùng cái gen co nhiệt nhá. Đấy, các bác xỏ vào dây điện sau đó các bác hơ vào nó sẽ co vào nhá. Đấy, thì đây. Một cái combo này nó chỉ có 10.000 thôi. Về các bác dùng gia đình cái thứ ra. Đấy, gia đình thì không hay dùng nhiều, dùng ít thôi thì các bác mua cho em cái cục này. Nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, bỏ ra cho giúp em là 10.000. Một cái combo 5 sợi gen con nhật đã bó sẵn vào thành một bó nhỏ nhỏ này các bác nhá. Đấy, thì lên mã cho em sẽ là combo hoặc là một cái bó gen con nhật nha. Thì sẽ có giá là 10.000 thôi các bác nhá. Giá 10.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy. Một số mã hàng thanh lý em xả kho cho bác luôn, đồng giá là 10.000 luôn. Giá rất rẻ luôn nhá, chỉ có 10.000. Về dùng gia đình một bó cho em cũng thoải mái rồi. Đấy, vì gia đình dùng ít. Bác nào thợ thiền thì có thể mua thêm. Đấy, còn nói chung là gia đình thì các bác dùng 10.000 này thì thoải mái luôn rồi. Đó. À, một bó gen con nhiệt đó, hoặc là một combo 5 sợi gen con nhiệt này là 10.000 một combo nhá. Các hàng rất là mới, rất là hay. Đó là cái phích cắm gập của nhá. Lên mã cho em cái phích cắm gập. Tại sao nó gọi là phích cắm gập thì đây, bình thường thì nó là một chiếc phích cắm sẽ thẳng nhai. Đấy, còn nếu các bác muốn gập thì các bác sẽ gập nó vào. Đó thì nó sẽ gập được một cái góc vuông 90 độ nhá. À, hàng này của nó thì sẽ là hàng chân dẹt nên là rất là phù hợp. Ví dụ như các bác nào hay dùng những cái phích điện chân dẹt, đặc biệt là những cái phích mà hàng Nhật bãi ấy, là chuyên bên đấy người ta chuyên dùng chân dẹt nên là các bác mua con này cũng có thể là cắm được luôn. Đấy, và chân của nó sẽ là chân khâu đồng 100% nhá. Đấy, chân khâu đồng 100% rất xịn sò. Công suất của nó chịu tải lên đến là 16A. Đấy, mắc là 250V nhá, cực kỳ là trâu bò luôn. Đấy, và rất chắc chắn nhá. Và nó có thể gập nha. Đấy, những cái vị trí mà khe khía các thứ ra. Đấy, bình thường là các bác hay cắm thẳng này nó rất là tốn diện tích nhá. Ví dụ các bác có đẩy sát cái tủ vào chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ bị vướng cái phích này. Thì đây, bây giờ các bác mua cho cái phích này về các bác thay vào thì các bác sẽ gập vào thì nó sẽ úp vào này thì nó sẽ tốn được một, sẽ tiết kiệm được ít diện tích. Các bác có thể là đẩy sát cái phần tủ của các bác vào này. Rồi những cái chỗ vị trí các bác sắp xếp đồ thì nó sẽ cắm sát vào tường hoặc là những cái chỗ ổ điện nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì nó sẽ có thể gập vào này. Còn nếu các bác muốn dùng thẳng thì các bác đẩy nó ra. Đấy, còn không thì các bác muốn gập thì các bác gập nó vào này là các bác cắm thôi. Đấy, chân của nó sẽ là chân đồng nên là cái phần tiếp xúc nó rất là tốt nhá, nên là yên tâm. Đấy, không lo mô via chập cháy nhá. Hàng chống va đập, chống vỡ, chống cháy nhá. Giá thì bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Đấy, phích cắm gập nó có thể gập vào một góc 90 độ nha. Đó. Giá nó hiện tại em đang bán sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc. Chân của nó sẽ là chân dẹt và chân là chân đồng nhá. Đấy, 15k một chiếc phích cắm chân dẹt này, rất tiện dụng. Đấy, nó có thể gập vào nhà các bác nhá. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Phích cắm gập. Đó, đang gửi bác là 15k một cái phích cắm gập nha. Đó, 15k một chiếc. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Đấy, bình thường này. Đấy, những cái chỗ vị trí khó ấy là các bác rất là đấy, ví dụ như những cái phần kê tủ rồi. Đấy, thì về các bác đấu cho em cái này vào. Đấy, đấu nó vào. Sau đó các bác lắp vào này. Đấy, các bác có thể gập vào. Đó, ví dụ những cái phần tủ tỉ cái thứ là các bác kê vào. Đấy, các bác gập nó vào rất là gọn gàng, ok. Đấy, đẩy sát tường thoải mái nhá, vô tư không lo nó. Đấy các bác nhá, đây. Đây là chiếc phích cắm có thể xoay chiều 90 độ, không tốn diện tích nhiều, thuận tiện cho việc quản lý dây điện và sắp xếp đồ đạc. Hơn nữa, việc tháo lắp cũng rất dễ dàng bởi có hệ thống dây dẫn ổn định và không dễ rơi ra. Cửa hàng đang giảm giá 50%, anh chị hãy nhanh tay đặt hàng để nhận ưu đãi ạ. Đó, rất là hay nhá. Đấy, nó có thể là gập lại này. Đấy, ví dụ như cái phần khe tường các bác muốn kê một cái tủ đấy ạ. Đấy, các bác gập vào là nó sẽ bị kịch cái phích bình thường. Còn cái phích này đó các bác gập xuống này. Đó, nó rất là ok luôn. Gập vào nó rất là tiết kiệm diện tích nhá. Các bác có thể là kê tủ tiếp vào thoải mái cho em, không lo bị vướng quá nhá. Rất là hay. Đó, nó có thể gập gọn vào, gập một góc 90 độ nhá. Đó, rất là hay. À, 15k một chiếc phích cắm gập nhá, 15k một chiếc. Lên luôn cho bác đó là cái quả bóng B2. Đấy, bóng B2 các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn B2 nhá. Cái này thì về các bác xài khá là nhiều việc này. Đấy, dùng làm bóng đèn thắp sáng này,
rồi là bóng đèn ngủ cũng ok luôn, mà giá nó bình dân lắm. Em báo giá luôn nhá, bên em sẽ bán nó combo là 5 quả 1, hoặc là nếu các bác mua lẻ các bác có thể mua 1 quả 1 cũng được. 1 quả 1 thì bên em đang bán giá sẽ là 5.000 một quả. Đấy, 5.000 một quả này thôi. Còn nếu mà các bác lấy combo 5 quả 1 thì bên em sẽ gửi bác giá rất tốt luôn, 10.000 cho một combo là 5 quả bóng B2 nha. Đấy, 5 quả nha. 2 4 5, 5 quả nha là 10.000. Đấy là một combo bóng B2 5 quả là 10.000. Còn các bác lấy lẻ một quả là 5.000 nhá. Đấy, lấy lẻ thì giá nó sẽ cao hơn. Còn các bác lấy theo combo thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy, cái này thì nó sử dụng cái nguồn điện là cái nguồn điện 5V. Tức là về các bác có cái cổng sạc USB ấy, các bác cắm vào là các bác xài thôi. Đây ví dụ như ở đây em có một cái ổ điện nó có cái cổng USB này. Đó, có một cái ổ điện có cổng USB này, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 này. Sau đó là cái ổ này nó có cái cổng USB này. Đấy, các bác cắm vào đây cho em. Đó, thế là lên đèn, đèn rất sáng luôn nhá. Đèn nhìn thôi nhưng rất sáng luôn. Đấy. Con này em hình như công suất của nó là 1W, công suất của nó là 1W. Đó, ánh sáng màu trắng nhá, ánh sáng màu trắng. Đấy, về các bác dùng để làm đèn ngủ này, đèn chiếu sáng này, đèn cảnh báo này, nói chung là chế cháo nhiều việc lắm. Đó. Giá thì bên em đang bán lẻ một quả này là 5.000 nhá, một quả bóng B2 nha. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là bóng B2. Một quả là 5.000, còn các bác lấy theo combo 5 quả 1 thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một combo 5 quả bóng nhá. Chân đây, chân nguồn vào của nó này. Cứ có cổng USB, nguồn của nó sẽ là nguồn 5V, cứ có cổng USB các bác cắm vào, phệt vào, thế là sáng, có thế thôi, rất là dễ dùng nhá, tiện cực kỳ luôn. Đó, mà các bác cắm vào những nguồn 5V này thì cái tiền điện nó hết rất là ít luôn nhá. Đấy, không đáng kể luôn. Đấy. Đây, cứ cắm vào là sáng thôi. Đấy, còn cái ổ này thì chắc rất nhiều bác hỏi đây. Thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ này thì nó sẽ có là những cái ổ cắm điện và ba cái cổng USB nhá, để về các bác có thể cắm cái bóng này hoặc là các bác cắm cái dây sạc điện thoại nhà mình để các bác sạc pin cho điện thoại cũng ok luôn nhá. Đấy, con này thì em báo giá luôn, lên mã em sẽ cái ổ điện U3. Đấy, ổ điện U3. Ổ điện U3 này thì hàng của Thái Lan nhá. Đấy, hàng của Thái này. Giá của nó thì sẽ là đi 50.000. Đấy, U3 nhá, ổ điện U3. Giá bên em đang bán là 50k một cái ổ điện U3 này. Đấy thì nó sẽ có cổng USB để các bác có thể cắm những cái đèn này. Đấy, thì bên em đang bán một cái ổ này là 50.000. Còn bóng B2 thì đang bán là combo là 5 quả 1. Đấy, 5 quả 1, cứ 5 quả 1 nha là 10.000. Còn các bác lấy lẻ một quả thì đang gửi bác là 5 cao nhá. Đấy. Rồi, tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái súng chĩa L. Đấy, súng chĩa L. Em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác là 50k một cái súng chĩa L nha. Đây em có ghi giá nhá. Đấy, 50.000 một cái này. Đó, 50 cao nhá, 50k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái súng chĩa L. Đấy, nó hình chĩa L này. Thì em gọi luôn là cái súng chĩa L. Cái này thì về các bác dùng để rửa xe này, tưới cây này, rửa sân này. Đấy, toàn bộ của nó là khâu đồng hết luôn nhá. Toàn bộ khâu đồng, thân của nó sẽ là thân nhựa. Thân nhựa cứng nhá, thân nhựa cứng chắc chắn lắm. Đó, thân nhựa cứng. Thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà mình vào đây. Đấy, và ở đây nó có một cái cò. Đó, thì lúc nào mà dùng là các bác bóp vào, còn lúc nào không dùng là các bác thả ra là nó sẽ tự động là nó sẽ ngắt nước các bác nhá. Còn nếu mà các bác muốn ở cái chế độ rảnh tay thì các bác bóp vào, sau đó là các bác cài nó vào đây thì nó sẽ đang ở chế độ rảnh tay thì các bác không cần phải bóp. Đấy, các bác chỉ việc cầm các bác phun thôi. Còn lúc nào muốn tắt đi thì các bác mở cái đẩy cái vò cái cò ra thì nó sẽ tự động nó sẽ ngắt nước nhá. Và cái phần đầu vò này, đấy, đầu vò nó là đầu vò bằng đồng luôn. Và cái đầu vò này thì các bác có thể chỉnh được nhiều chế độ phun nước khác nhau. Đấy, phun xa, phun gần, phun mạnh, phun nhẹ, phun xương, rồi phun hạt to, hạt nhỏ. Là các bác chỉnh cái đầu vò này chưa? Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Chắc chắn cực kỳ, và cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Và đợt này thì nó về cái lô này giá nó cũng rẻ hơn một chút. Đó, bữa trước thì em đang bán như là cái đợt trước có bác mua là 70.000 đấy. Đợt này nó về cái lô này thì giá nó chỉ còn có 50.000 thôi. Đấy, giá nó giảm rất sâu để cho các bác dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là súng chĩa L nhá. Đấy, sản phẩm sẽ là súng chĩa L này. Bên em đang gửi bác là 50.000 một cái này. Đấy, toàn bộ của nó là đầu bằng khâu đồng luôn này. Đầu là những cái điểm kết nối nguồn nước này bằng khâu đồng. Cái này thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà vào. Đấy, kiếm cái dây thít ấy, hoặc là các bác cái dây thít dây lạt ấy, hoặc các bác có cái cổ dê cái đai siết ống ấy, các bác cho vào, các bác siết vào là các bác cấp nước cho nó là xài thôi. Chỉ việc bóp vào là sẽ ra nước nhá. Và phần đầu vòi có thể chỉnh nhiều chế độ khác nhau, rất ok luôn. Đấy, về sử dụng này, tưới cây, rửa sân, rửa xe các thứ rất ok luôn. 50k một cái nhá. Đấy, súng chĩa L 50.000 một cái. Tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này. Bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50.000 một ổ nhá. Đấy, 50k một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50k nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn. Và có chức năng là hẹn giờ nhá, và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây,
Cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị, ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy. Thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Đấy, thì rất là ok nhá. Về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ, để khi mà nó hết cái giờ đã tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là hoặc là các thứ rồi các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ nó nóng các thứ rồi là nó rất hay bị chập cháy, bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi. Một cái đầu nguồn này thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy đi, và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này. Bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8 thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12 thì hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá, 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số một thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá, tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nha các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy, đây cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhé, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như là các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt quậy các thứ giờ thì nó thường thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ nào hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mạng em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ. Hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá. Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó. Rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy. Và lâu lắm nó hàng có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hẹn giờ em. Đấy. 50k một cái nhá. Các bác cứ lên mạng nha, sẽ là cái ổ hẹn giờ. Đấy. Đang gửi bác là 50.000 một cái ổ điện hẹn giờ nhá. 5